Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Mời các bạn theo dõi câu chuyện Kiều Tàng được truyền thể thành phim Liễu Chu Ký. Tác giả cuồng thượng gia cuồng thể loại, mất trí nhớ, nữ cường nam cường. chương 41 Lúc hắn về phòng, tiểu nương tử đã xóa mái tóc đen như nhung nghiêng đầu ngủ trong rèm tre, nàng đưa cánh tay trắng nõn ra ngoài chăn, dáng ngủ thật xấu. May mà nàng mặc áo trong vào rồi. Nhất thời thôi hành chu cũng không rõ rốt cuộc là mình thở phào nhẹ nhõm hay là có chút thất vọng khó đè nén. Miền đường không hề biết hắn không phải là trượng phu của nàng, không thể nạp nàng một cách bối rối như thế. Thôi hành chu không theo đạo quân tử nhưng vẫn có kiêu ngạo của Nam Nhi. Hắn cũng không phải lưu manh trên đường, phải lừa gạt mới có thể ngủ với nữ nhân. Nếu thừa dịp nàng không biết gì hết mà chiếm lấy nàng, Điều này làm tổn hại sự kiêu ngạo của Thôi Hành Chu. Vì Miên Đường sợ lạnh nên hắn ngồi ở mép giường một lúc để cơ thể ấm lên mới lên giường. Có điều khi ngủ tiểu nương tử kia quen thói dựa sát hắn, người nàng vẫn thơm nức như cũ, Thôi Hành Chu hít sâu một hơi, nhíu mày nhắm mắt lại. Một lát sau, không nhịn được ôm lấy nàng, cứ như vậy tóc quấn quanh, dựa sát vào nhau ngủ. Điển cố liên quan đến dưỡng sinh của cổ nhân đều có nguồn gốc hành vi tự ngược hơn nửa đêm luyện quyền uống nước lạnh, người làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Ngày thứ hai, sau một đêm kiên quyết không ngủ, Thôi Hành Chu cảm thấy đầu óc choáng váng. Miền đường phát hiện người bên gối khác thường, duỗi tay sờ, quá nóng rồi. Đã bệnh thành như vậy mà hắn còn muốn ra ngoài hẹn đánh cờ với bằng hiểu, miên đường ấn hắn xuống giường lại nói, hôm nay dù hoàng đế có tìm chàng, chàng cũng phải nằm trên giường. Nói xong, đắp khăn lạnh lên chán hắn. Thôi hành chu hiếm khi bị bệnh nhưng lần này lại bị sốt cao, khớp xương đau nhức nên khi đứng lên cảm thấy mệt nhoài, thế là theo ý tiểu nương tử, nằm trên giường. Miền Đường thấy cuối cùng tướng công cũng nghe lời nên yên tâm, một bên vén tóc, một bên ngó ngoài cửa sổ gọi Mạc Như đi tìm Lang Trung tới xem bệnh. Sai vật Mạc Như thấy vương gia bị bệnh, không thể tìm Lang Trung bậy bạ được. Nhưng nếu mời Lang Trung quen trong vương phủ thì chỗ ngoại thất này sẽ truyền tới tai thai phi, sẽ chọc giận bà nhỉ. Mạc Như là người cẩn thận, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đi tìm Trấn Nam Hầu đầu tiên. Chẳng qua gần đây, Trấn Nam Hầu và Hoài Dương Vương khá thân, nghe nói cái người ở phố Bắc này bị bệnh, nghi ngờ hắn giả bệnh để Mỹ nhân thương hại, trong lòng mắng mẹ nó. Có điều y không chịu nổi mấy lời khen ngon ngọt của Mạc Như, lúc này y mới thay quần áo, sách dương thuốc rời khỏi hầu phủ. Trước kia tới đây, Triệu Tuyền cảm thấy nhà ở phố Bắc này rất lạnh lẽo mọi thứ chỉ để trang trí căn bản là thứ để phục vụ mục đích của người ta thôi lúc ấy y còn thương tiếc cho liễu nương tử ngày nào cũng ăn củ cải khô đắng chát làm sao sống nổi sau đó lâu rồi y chưa đến phố bắc dù có tới miên đường cũng không cho người mở cửa cho y giờ vừa vào sân triệu tuyền cảm thấy mùi khói lửa nhân gian đập bôm bốp vào mặt đập vào mắt là mấy bộ trường sam của nam tử đã được giặt phơi bên cạnh áo trong của nữ tử đang bay phấp phới trong gió dưới ánh nắng mặt trời. Dưới mái hiên là những dây ớt và quả hồng khô. Trên ghế xích đô bằng trúc có một con mèo con hình như mới cai sữa, đang có giúp lại nhìn người ngoài như triệu tuyền đầy cảnh giác. Không biết tại sao, triệu tuyền cảm thấy nơi này không còn là nơi diễn trò đầy lạnh lẽo như lần trước y tới, ngược lại là dáng vẻ thiên trường địa cửu. Miền đường thấy mặc như mười triệu tuyền đến, vội tránh vào phòng bếp nhỏ, đi theo Lý Ma Ma hầm canh gừng cho tướng công. Để Triệu Tuyền ở trong phòng xem bệnh cho Thôi Hành Chu. Triệu Tuyền thô lỗ vén tay áo Thôi Hành Chu lên bắt mạch, một lát sau tức giận nói, ngày ngày ở đây giúp vào ôn hương Nguyễn Ngọc, giả làm tướng công chiếm tiện nghi nương tử, tại sao còn để cho nội hòa bốc cao, tinh huyết cuồn cuộn? Thôi Hành Chu không phản ứng lại lời chua chát của bạn tốt, chỉ nhắm mắt nói, có thuốc nào hiệu quả nhanh không? Ngày mai đại quan trong chiều muốn tới doanh, không thể không đi cảm mạo tầm thương cỡ này sao làm khó được triệu tuyền, sau khi kê toa thuốc lưu loát, y châm cứu giảm hỏa khí. Lúc châm cứu, triệu tuyền rảnh rỗi nói, hôm qua thân quyến ở kinh thành đến phủ ta. Nghe nói Tây Bắc giờ rất loạn, người man xé bỏ giao ước nghị hòa của tiên đế, giết chết tịnh an công chúa đã hòa thân được 10 năm, vứt thi thể thay phơi ngoài hoang dã. Mặt mũi đại yến chúng ta coi như bị người ta đạp dưới chân quan viên chủ trương nghị hòa trong chiều giờ ra ngoài đều bị bá tánh ném chứng thối. Cho nên mấy việc giống như từ kinh đến phương Nam tuần tra quân doanh đều trở thành sứ mệnh cao đẹp, mấy quan viên chỉ mong rời kinh tránh hạn. Cho nên lần tuần tra này hẳn để làm cảnh, người chỉ cần lo rượu thịt thơm ngon chiêu đãi là được. Những lời triệu tuyền nói, thôi hành chu cũng biết. Tai mắt ở Kinh Thành gửi bồ câu đưa thư tới nói tình hình thực tế ở biên quan còn tệ hơn những gì bá tánh biết quân binh Đại Yến sống trong nhung lụa nhiều năm, đã sớm không còn là lang hổ thời tiên đế. Từng người một từ trên xuống dưới thâm hụt quân lương, vét sạch đồ ngon. Nghe nói binh khí không làm bằng sắt nguyên chất, dùng sức đánh mạnh chút là đau nứt ra hết. Biên quan đã mất năm quận, bây giờ cố gắng thủ kim giáp quan nhờ địa thế hiểm yếu, nuốt đắng nuốt khổ cố chống đỡ thôi. Một khi kim giáp quan bị xông phá, Đại Yến giống như vỏ chai bị mở, mặc cho người man ăn tươi nuốt sống, tiến quân thần tốc thẳng vào. Nhớ đến con côi còn sống đến nay của thái tử, không biết tuy vương kia có dã tâm gì, thôi hành chu cảm thấy đại yến bây giờ loạn trong giặc ngoài, tình hình nguy khốn. Thời kỳ sầm mất thịnh vượng tiên đế sáng lập mà thế nhân say mê chẳng khác gì luộc ếch trong ấm nước, khiến người ta chật vật không thôi. Nghĩ đến người từng là hy phi trong chiều, hiện giờ là mô thái hậu cao cao tại thượng, giờ vẫn còn tâm tư phân đất thu quyền, thôi hành chu không khỏi cười khẩy nếu thật sự đến ngày thành bị phá nước mất đi, không biết nếu Ngô Thái Hậu ngày xưa được tiên đế sủng ái hết mực rơi vào tay người man sẽ có kết cục thế nào. Sau khi triệu tuyển kê đơn thuốc và châm cứu, chứng đau đầu của thôi hành chu giảm bớt nhiều. Miền đường để phương hiết đưa cho triệu tuyển túi bạc xem như đền đáp ơn đến nhà xem bệnh. Triệu tuyển dương mắt nhìn túi bạc trong tay, hầm hừ ném túi bạc cho phương hiết, vẫn chưa từ bỏ ý định. Dương cổ nói với liễu miên đường trốn trong phòng bếp, hàn khí của hắn vẫn chưa tiêu hết, nương tử chú ý cách xa hắn chút, đừng để hắn lây bệnh. Sau này nếu nương tử bị phụ lòng, có thể tới tìm ta, mặc dù ta làm bằng hữu với thôi cửu nhưng ta không giống người như hắn. Miền đường không ngờ phu quân nàng vẫn còn ở nhà mà vị thần y này còn luôn miệng nói bậy, nhất thời giận đến mức đi đến bếp cầm ấm nước đang đun sôi lên. Lý ma ma sợ tới độ nhanh tay lẹ mắt giật lại, không thôi đỉnh đầu trụ cột của phủ trấn Nam Hầu sẽ bị bỏng bong ra. Triệu Tuyền đi rồi, Miên Đường vẫn còn giận đến má phấn đỏ bừng, vừa đút thuốc cho Thôi Hành Chu vừa nói: người này sao vậy? Đầu óc có bệnh à? Thôi Hành Chu cười ôn hòa nói: mấy đời nhà y chỉ có một đứa con trai nên bị chiều hư mà thôi, nàng đừng để ý tới y là được. Lần đầu tiên Miên Đường trừng mắt với Phu Quân, không chỉ mình ta không quan tâm, chàng cũng đừng quan tâm. Qua lại với người như thế có thể học được cái gì tốt chứ? Thôi Hành Chu khẽ mỉm cười vốn cũng không mong học được gì chỉ là qua lại chút thôi miên đường cảm thấy phu quân đang lấy cớ nên vừa đút vừa nói đi theo y có thể học được nhiều thứ học được miệng lưỡi trơn chu dụ dỗ, dỗ nổi quyến người khác còn học được kiểu không coi ai ra gì sớm muộn gì cũng có ngày nói bậy bị người ta đánh chết ở đầu đường thôi hành chu nhíu mày lại uống thêm một hớp thật sự không nhịn được nữa chậm rãi nói nàng xấu hổ nên mới đút thuốc cho ta hết muỗng này đến muỗng khác thế này ư lúc này miên đường mới bất giác bê bát thuốc lên người, quả nhiên mùi thuốc rất đắng. Thôi hành chu đoạt lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch thuốc còn dư trong bát. Nói thật thì vị nương tử này với triệu tuyền người tám lạng người nửa cân, nếu đi hầu hạ người khác, ở trong vương phủ thể nào cũng có kết cục bị kéo xuống đánh chết. Miên đường thấy tướng công uống thuốc như nước, luống cuốn tay chân lục cháp đồ ăn vặt của mình lấy mấy miếng mứt hoa quả, đút vào miệng phu quân, sau đó thận trọng nói ta quên trước kia mình hầu hạ phu quân uống thuốc như thế nào rồi mong phu quân đừng trách lần tới chàng bị bệnh ta biết cách chăm rồi thôi hành chu bóp mũi nàng nàng mong ta bị bệnh nữa miền đường thẹn tùng dựa sát vào lòng ngực hắn đừng giận chỉ cần không ra ngoài ở nhà với ta nhiều là ổn thời gian này nàng không thể nào ra ngoài không giống lúc trước thường xuyên ra ngoài kiếm tiền trông coi cửa tiệm đột nhiên rảnh rỗi ngược lại có chút mất tự nhiên. Thôi hành chú biết mấy ngày nay nàng cảm thấy chán nên ôm nàng, cúi đầu xuống dỗ dành. Đợi ta rõ hết mọi chuyện trong tay sẽ đưa nàng lên chấn chơi, giải tỏa tâm tình. Nhà phố bác quá nhỏ, qua một thời gian nữa, hắn sẽ cho miên đường biết sự thật rồi đưa nàng đến biệt viện ở ngoại thành Trân Châu. Biệt viện đó phụ vương xây lúc tránh nóng, lần lượt như núi, đình đài lầu các đều có đủ, tôi tớ nha hoàn cũng nuôi không ít, Biệt viện còn có một trang viên, trái cây tự trồng rất nhiều. Nàng thích lo liệu việc này việc kia, đến đó cũng phải bận biểu, mấy thứ ăn dùng khác không hề kém Vương phủ. Quan trọng nhất là biệt viện cách Vương phủ không xa, lúc nào hắn cũng có thể qua, với lại chăm sóc cũng chu đáo hơn. Thôi Hành Chu cảm thấy sắp xếp như vậy tốt hơn thời gian ngắn tới hắn thành hôn vứt nàng lẻ loi một mình ở trấn Linh Tuyền. Nghĩ thế, ngày hôm sau khi Thôi Hành Chu ra ngoài, Phần phó mặc như thông báo cho quản sự ở biệt viện Trân Châu, chuẩn bị nhiều địa long để trong thính đường và phòng của chủ nhân. Địa long, run đất, dùng theo kinh nghiệm dân gian để chữa sốt rét, sốt, ho hen do tác dụng làm giãn phế quản. Dùng chữa bệnh cao huyết áp, cứng mạch máu, nhức đầu. Miền đường sợ lạnh, chuẩn bị nhiều địa long chút mới thấy thoải mái. Khi hắn trở lại quân doanh, đặc sứ từ trong kinh thành đã đến từ sớm đang đi với mấy vị tham tướng thị sát quân doanh. Thôi hành chu vừa nhìn thấy đã nhận ra, người đến đây lần này hóa ra là đệ đệ ruột của Hy Phi trước đây, hiện tại là Ngô Thái Hậu đương kim thái úy Ngô Tuấn Thanh. Thôi hành chu thấy người tới thế mà đường đường là quốc cữu gia, lập tức đoán được người tới chả có ý tốt lành gì. Có điều so với thánh chỉ giải trừ quân bị hùng hổ dọa người trong chiều thì lần này giọng điệu của quốc cữu gia rất hiền hòa. Ông khen hoài dương vương chỉ quân nghiêm, biết cách quản lý, là trụ cột của Đại Yến, xã Tắc An ổn không thể thiếu soái tài. Thôi hành chu mỉm cười lắng nghe, trong lòng có cảm giác xấu, sợ vị đặc sứ mới đến này không có ý tốt, khiến người khác khó chịu. Đúng như dự đoán, đợi đến Yến hội, qua ba ly rượu quốc cữu ra nhắc tới chuyện người man quấy rối biên quan. Nói thẳng trong chiều không có lương tướng nào phái đi được. Mấy năm gần đây, chủ soái giỏi chinh chiến nhiều năm, giàu kinh nghiệm không có nhiều, Hoài Dương Vương đứng hàng số 1, nếu lần này Hoài Dương Vương chịu xuất chinh vì nước, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu to lớn, ghi danh sử sách, được ca tụng muôn đời. Thôi hành chu không ngờ triều đình có chủ ý thế này. Triều đình muốn tức phiên vương khác họ thì không nói, còn muốn đưa con em binh lính của hắn ra tiền tuyến chiến đấu. Đúng là nói vớ vẩn. Có điều lần này tới, Mô Tuấn Thanh đã có chuẩn bị. Tây Bắc nguy cấp, kim giáp quan cũng không chống đỡ được lâu, triều đình lần lượt phái ba đường viện binh, muốn đoạt lại năm quận thất thủ, đáng tiếc những binh tướng đó không kham nổi, bị man binh dùng quỷ kế, lập trận dụ vào vòng vây, lương thảo đều bị cắt đứt. Bật đắc sĩ, vạn tuế đành phải chấp nhận biện pháp của lão thần cảnh đại nhân, để thôi hành chu có vô số chiến tích diệt trừ phiến loạn ra tiền tuyến ngăn địch. Tới xem thử xem hắn có thể giúp chấn thủ kim giáp quan không, dập lửa xém lông mày ở tiền tuyến thứ hai, dù hắn không thắng thì binh tướng dưới tay hắn cũng tổn thất hơn nửa. Lửa xém lông mày, chỉ tình huống nguy cấp. Đối với triều đình mà nói, chỉ có lợi không có hại. Nhưng thôi hành chu không phải võ tướng trong triều, mà hắn kế thừa phong vương, bảo hắn rời đất phong, há phải chuyện dễ dàng gì. Chỉ là lần này Ngô Tuấn Thanh tới, đi ngang qua Huệ Châu và Thanh Châu, đã sắp xếp hết lúc trước tiên đế cũng sợ vương khác họ lên mặt cho nên quanh chân châu đều có trọng binh nếu vương khác họ cảm nhớ hoàng ân an phận thủ thường thì tốt không thì chính là chuột trong thùng rượu chỉ chờ hồng thủy vây quanh tuyệt đối không có đường sống trên thực tế ở thời tiên đế số lượng quân đóng binh của vương khác họ đều phải được quản chế thôi hành chu mượn cơ hội diệt trừ phiến loạn phát triển binh mã thật ra đã vượt qua quản chế nếu hắn thành thật ra tiền tuyến thì thôi nếu không chịu thì hoài dương vương sẽ bị dân chúng mắng nhiếc là người tham sống sợ chết không chịu bảo vệ quốc gia đến lúc đó triều đình được lòng hơn thêm thanh châu và huệ châu hạ cam kết chắc chắn tháng ngày sau của vương ra sống không dễ dàng cho nên thấy thôi hành chu không tiếp lời ngô tuấn thanh cũng không sợ hắn trở mặt khẩu phật tâm xà nói cho hoài dương vương nghe mặt lợi mặt hại. sau tiệc rượu hôm đó hoài dương vương không đi đâu cả hắn đi dọc theo ven sông suốt đêm giờ chân châu đã yên ổn, việc đào kênh cũng sắp xong, đến lúc đó thành trấn này ngày càng sầm uất. từng ngọn cây cỏng cỏ ở đây đều là tâm huyết trên dưới hai đời của Thôi gia, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn trăm dặm nơi đây rơi vào biển lửa? nhưng hiện giờ triều đình xem hắn là con lợn béo đang đợi làm thịt, hận không thể lập tức giết chia thịt. hôm nay trên yến hội, Ngô Tuấn Thanh giấu dao trong nụ cười, lý lẽ sắc bén. nếu như có thể, lúc ấy thôi hành chu muốn lật bàn lập tức giết lão tạc ngô tuấn thanh kia. Có điều hắn biết, thời cơ của mình chưa đến. Một khi hắn trở mặt với triều đình, dù là con côi của thái tử ngưỡng sơn hay là tuy vương huệ châu đều sẽ dẫm lên hài cốt hắn, hai mặt đều là địch, không có chút phần thắng đáng nói nào. Hơn nữa, nếu tiếp tục ở lại chân châu, ắt sẽ bị cuốn vào việc nội loạn cấu kết mưu phản của con côi thái tử và tuy vương. Nếu hắn báo cho mô gia chân tướng của phản tạc ngưỡng Sơn, nói không chừng có thể ở lại, bị ngô gia lợi dụng tiêu diệt con côi thái tử ngưỡng sơn. Nhưng một khi thân phận của lưu dục bị tiết lộ ra ngoài, thôi hành chu hắn sẽ trở thành gian đảng của yêu phi, giết hại cốt nhục của thái tử. Trong một chốc, thôi hành chu suy luận tất cả khả năng có thể xảy ra, đột nhiên phát hiện, có lẽ lãnh binh trinh phạt Tây Bắc cũng không phải là tình thế xấu nhất. Nhìn chân trời đầy sao, thôi hành chu nhớ lại khi mật đàm với các lão ân sư mấy ngày trước, lão nhân ra có nói loạn thế tạo anh hùng, còn tùy thuộc tương lai quân có thời vận như thế không? Bây giờ bắt đầu có dấu hiệu loạn thế, làm sao để thể hiện bản lĩnh? Cũng chỉ có thể xem lựa chọn của hắn. Ngô Tuấn Thanh nói thẳng rằng thánh chỉ bổ nhiệm thôi hành chu hắn ra Tây Bắc tiêu diệt người man ít ngày nữa là đến, giờ bốn phía quanh chân châu phong vân dũng động, đợi xem liệu hắn có tiếp chỉ hay không. Phong vân dũng động, tình hình biến đổi, tình hình rối loạn. Thôi hành chu đứng bất động như thế bên bờ sông kinh đào cho đến khi mặt trời nhô lên mới hoàn toàn hạ quyết tâm. Hai ngày sau, thánh chỉ đến phủ hoài dương vương. Người ở vương phủ trên dưới cùng nhau quỳ xuống tiếp chỉ. Khi sứ thần trong cung tuyên đọc thánh chỉ, cử thôi hành chu làm chủ soái trinh phạt phía tây, thái phi nghe tin con trai ra chiến trường tây bắc, đột nhiên như người mất lịm đi, nếu không phải có ma ma ở bên cạnh đỡ thì thiếu chút nữa đã ngã quỵ dưới đất. Có điều, ngược lại thôi hành chu chẳng hề quan tâm hơn thiệt, ung dung tiếp chỉ khấu tạ Long Ân. Sau đó phân phó cao quản sự phát tiền thưởng cho nhóm công công, làm đủ lễ nghi. Công công tới truyền chỉ lần này thấy phản ứng của thôi hành chu, hài lòng gật đầu. Lúc đi ngô thái hậu có phân phó, miễn là hoài dương vương có chút không vui hoặc là kháng chỉ không tiếp thì phải lập tức tuân lệnh rời đại doanh hoài đông cách xa chân châu người dặm. Chỉ một đêm, đảm bảo chân châu bị bao vây đến nước chảy không lọt đến lúc đó thôi hành chu muốn tiếp nhận thánh chỉ này cũng không nhận được đâu. Đợi sau khi sứ thần trong cung đi, sở thái phi khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Người trong vương phủ bọn họ thảo tin hơn thường dân nhiều. Kim giáp quan bị đánh thành cái dạng gì rồi? Đó chính là cái động ăn thịt người không đáy. Nghe nói mãnh tướng đương triều tưởng khang không lâu trước đây cũng chết trận ở kim giáp quan. Lúc đầu tưởng tướng quân rất thuận lợi, dựa vào kinh nghiệm lão luyện, tránh thất thủ một quận nhưng sau đã chứng minh điều này chỉ là trò lừa của người man, dụ ông vào bẫy mà thôi. Sau đó người man đánh lén xoáy doanh của ông, kéo tưởng tướng quân đang mơ ngủ trong doanh trướng ra, treo kim câu ở bụng ông, qua ba vòng chạy quanh kim giáp quan người nọ mới bị kéo chết. Quân giữ thành đều nhìn thấy, dưới đất toàn là máu đỏ, cái chết vô cùng tàn nhẫn. Do tưởng tướng quân chết thảm, rung động triều đình, những con cháu môn lộ không ai muốn đi nhưng lần này lại để đứa con trai hành chu của mình đi đánh lui man binh há chẳng phải có đi mà không có về sở thái phi chỉ có một đứa con trai này hắn còn chưa thành thân kéo dài hương khói nếu chết trận xa trường chẳng phải chỉ còn lại mình bà lẻ loi hiu quạnh thoáng chốc thái phi khóc đến nước mắt rơi như mưa thôi hành chu thì ôn tồn khuyên bảo nói tình hình chiến trường không đáng sợ như mẫu thân nghe được sở thái phi không nghe con trai khuyên giải sai người mời muội muội bà là Liêm Sở thị tới. Sau đó khóc lóc kể lể với muội muội chuyện này, muội muội không thể kéo dài nữa, hay là mau chóng để Bình Lan thành thân với Hành Chu đi. Nếu trời xanh có mắt, phù hộ Bình Lan mau có cốt nhục của Sở ra, nếu lỡ như Hành Chu có chuyện gì, chẳng phải huyết mạch dòng chính của thôi ra sẽ bị cắt đứt như thế. Sở Thái phi khóc thảm thiết, muội muội bà là Liêm Sở thị nghe cũng thấy hãi. Đây là chuyện gì vậy? hả thôi ra bà ta có thể kéo dài hương khói nhưng lại muốn con gái mình làm quả phụ thủ tiết ư liêm sở thị tâm cơ hết sức bình tĩnh chỉ một mực khuyên giải thái phi nghĩ thoáng đi nhưng vẫn không đồng ý việc thành hôn trước thời hạn bà lấy cớ không khỏe vội vàng ngồi xe ngựa trở về nhà bà kể lại cho phu quân liêm hàm sơn và con trai còn có cả con gái liêm bình lan nghe việc hoài dương vương muốn tới kim giáp quan mấy ngày trước liêm hàm sơn vào kinh nhận chức từng nghe đồng liêu nhắc tới chuyện này, nói thật ra triều đình đã chuẩn bị thương thảo và tiến cống, nộp tiền hàng năm. Nhưng nếu không chống lại, không chiến mà hàng thì không được lòng dân lắm. Cho nên lúc này chọn tương soái phái đi, đại khái là lấy bánh bao thịt đánh chó, tế phẩm hy sinh một đi không trở lại. Hai mẹ con liêm ra nghe vậy đều ngã ngồi xuống ghế. Vành mắt của liêm bình lan đỏ ửng, run rẩy nói, nếu đã vậy tại sao biểu ca không giả bệnh từ chối. Đại ca Liêm Hiên nhíu mày nói, Giang Sơn xã tắc gặp nguy, nếu Hoài Dương Vương kháng chỉ bất tuân, sao xứng làm người làm thần. Chẳng phải sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Thần ở đây là thần tử, bề tôi. Liêm sở thị nhìn con trai cứng nhắc như cụ già của mình, tức giận đến hận rèn sắt không thành thép, ở đây không có ngựa sử trong chiều, con thể hiện lòng dạ trung thành như thế cũng không có ai khen. Mau nghĩ cách cho muội muội con đi, Thái Phi muốn nhanh chóng tiến hành hôn sự, muội muội con sắp thành quả phụ rồi kia liêm hàm sơn cũng lo lắng cho con gái thấy phu nhân mình nói quá lập tức nói nghe bà nói giống như đi sẽ chắc chắn chết trận vậy nếu để người ngoài nghe thấy há chẳng phải sẽ nói bà thiên vị liêm sở thị trường mắt nói kim giáp quan đã chết bao nhiêu người rồi ông mới từ kinh thành về sao mà không biết được bây giờ lúc đưa tiễn các tướng sĩ đi kim giáp quan thân nhân của các tướng sĩ đều mặc bạch y đưa minh tang tiếng khóc từ cổng kinh thành đến lối rẽ cách mười dặm không dứt. Thôi hành chú có ba đầu hay sáu tay sao? Chỉ giết được một hai đám sơn phỉ ô hợp mà bị nói thành chiến công hiền hách. Một khi kim giáp quan thất thủ, dù hắn có thể còn sống quay về, cũng sẽ bị vạn tuế phán tội bất tài, đến lúc đó không riêng con gái ta thủ tiết, tiền đồ của hai cha con các người cũng coi như tiêu tùng. Câu này xoáy sâu vào lòng của cha con liêm ra, ngồi vây quanh nhau một chỗ trầm mặc không ai nói gì chỉ lắng nghe Liêm Sở thị thao thao bất tuyệt nói rõ lợi hại trong đó. Đến đêm, cuối cùng Liêm Bình Lan cũng nói chuyện, nghĩ đến việc biểu ca có thể phải chết trận, nàng ta khóc đến mắt đau. Nhưng thái phi muốn nàng ta mau chóng gả vào vương phủ đúng là không ổn thật. Thôi ra chỉ có một mình thôi hành chu là con chính thất, nếu sau khi nàng ta qua cửa không thể mang thai ngay, biểu ca thực sự gặp chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn sở thái phi sẽ chọn một người con người cháu trong số mấy người con thứ ra đứng dưới danh nghĩa bà tiếp nối con trai trưởng như thế sẽ chặt đứt con đường tái giá của nàng ta. Đến lúc đó, nàng ta đang tuổi xuân tươi đẹp đã phải thủ tiết nuôi con người khác. Cuộc sống như thế, dù có giàu sang ngập trời thì có ích gì. chương 42 Nghĩ đến đây, Liêm Bình Lan nói, Thái Phi nóng lòng thành thân, chuyện này. Phụ thân và mẫu thân trăm triệu không thể đồng ý. Nếu cưng rắn từ chối sẽ làm mất hòa khí hai bên, hay là nói con bị bệnh, bị bệnh sờ nặng không thể ra gió, thật sự không chịu nổi dây vò. Như thế có thể uyển chuyển từ chối ý ép hôn của thai phi, cũng có thể chờ biểu ca trở về từ kim giáp quan rồi bàn bạc kỹ hơn. Liêm Bình Lan suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra cái cớ tạm thời đó. Liêm Sở Thị nghe thế không khỏi hối hận, lúc ban đầu Sở Thái Phi mở miệng tại sao mình không nghĩ đến mượn cớ thoái thác sạch sẽ ngay lúc đó. Liêm gia nhất trí như thế, trong ngày hôm đó mời lang chung có quen biết tới và phái nha hoàn bà tử ra ngoài mua thuốc, hơn nữa, có vài dược liệu quý phải đi tìm ở vương phủ, vừa hay đánh tiếng với người trong vương phủ. Vì thế tin liêm tiểu thư bệnh nặng dần dần đồn đi. Đợi sở thái phi nguy ngoài nỗi đau con trai phải xuất trinh thì đã một ngày trôi qua, bà trịnh trọng tìm con trai, bàn bạc với hắn chuyện thành hôn trước khi xuất trinh. Hai ngày nay thôi hành chu triệu tập tướng sĩ, động viên xuất trinh Tây Bắc cả ngày bận đến sức đầu mẻ chán, nào có thời gian rảnh quản mấy chuyện này. Có điều nếu mẫu thân cảm thấy làm thế trong lòng bà thoải mái hơn thì cứ thành thân trước vậy. Cho nên Thái Phi hỏi, hắn cũng đồng ý. Nhưng khi Thái Phi tới tìm phu thê liêm ra bàn bạc chuyện thành hôn thì chỉ có một mình liêm sở thị đến. Liêm hàm sơn ra mặt mỏng, làm người hiền lành. Liêm sở thị sợ ông lộ tẩy trước mặt tỷ tỷ nên dứt khoát đến một mình. Thái Phi, thì nói xem đứa nhỏ Bình Lan này đúng là không để mình bớt lo được mà. Mấy ngày trước nó luôn miệng nói mình không khỏe, nghe nói đứa nhỏ hành chu này phải ra chiến trường, trong lòng phiền muộn, tâm hỏa phát ra ngoài, nổi sời khắp người, nốt đỏ ứ nước, nghe lang trung nói, nếu không điều dưỡng cẩn thận, đợi đến hỏa công tim phổi, không có thuốc trị. Chuyện thành hôn, Bình Lan hoàn toàn nguyện ý nhưng người làm nương như muội biết nó không chịu nổi dày vò nên nếu muội không quan tâm sức khỏe của nó mà gật đầu đáp ứng, lỡ như gió làm bệnh nó nặng thêm. Con của muội, nếu xảy ra chuyện gì thì sau này muội phải làm sao đây? Tâm hỏa, đồng y chỉ chứng bệnh lòng phiền, miệng khát, mạch nhanh, đầu nhức. Mẹ, vừa nói nước mắt di nương vừa rơi như mưa. Thôi hành chu đã đồng ý với mẫu thân, hôm nay bất thời gian cùng tới liêm gia gặp mặt. Ngày mai thành thân, hôm sau hắn sẽ xuất phát tới Tây Bắc ngay. Nhưng hắn không đơn thuần như mẫu thân, xem lời di nương nói là thật nhìn mẫu thân liên tục hỏi thăm bệnh tình của liêm bình lan thôi hành chu chỉ cười nhạt lời di nương nói hẳn là có ý từ chối khéo lo hắn có đi mà không có về sợ con gái mình trở thành quả phụ thật ra đây là bản chất của con người nếu thật sự liên lụy đến mình thì khiến trong lòng người ta không vui sau khi di nương đi thôi hành chu cũng đến quân doanh nhưng khi đi đến cửa hắn dừng bước lại quay lại gọi cao quản sự tới, phân phó đi tra xem Liêm tiểu thư bị bệnh khi nào, tình trạng bệnh ra sao. Khôn khéo một chút, đừng quá phô trương. Cao quản sự là người thông minh, hôm nay thấy Liêm Sở thì tới một mình, trong lòng biết rõ Liêm gia có ý gì, lập tức hiểu ý, dốc tinh thần làm tốt việc được giao. Khi thôi hành chu kiểm tra lương thảo và vật tư trong quân doanh thì gã sai vặt dưới chướng cao quản sự đi đến trước doanh, khẽ thì thầm với Mạc Như rồi đợi ở ngoài doanh chướng. Mạc Như đi vào truyền lời, hạ nhỏ giọng nói, bên cao quản sự mua chuộc người hầu của Liêm gia, người đó nói là Liêm tiểu thư vẫn khỏe, chỉ là hôm truyền thánh chỉ, Liêm phu nhân vội vội vàng vàng hồi phủ, gọi lão gia, đại công tử và Liêm tiểu thư, sau một đêm ở thư phòng đóng kín cửa, sáng hôm sau thì Liêm tiểu thư bị bệnh. Những người hầu bên đó đều ngậm chặt miệng, không được nói chuyện với người ngoài. Mấy lời này không ngoài dự đoán của Thôi Hành Chu, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút tức giận khó chịu như cũ sau khi tiếp nhận thánh chỉ, trong lòng hắn nhẫn nhịn cơn giận. Nhưng ở trước mặt các thuộc hạ, thậm chí ở trước mặt mẫu thân hắn không để lộ ra chút buồn bực nào. Nhưng hắn không ngờ, thê tử tương lai của hắn thế mà rời xa hắn trong thời điểm quan trọng này. Lúc này trong lòng bực tức không kiềm chế được, hắn nhấc chân, ầm một tiếng đá bay chiếc bàn trước mặt. Thị vệ trong doanh trướng và mặc như đều cúi đầu cục mi, không dám thở mạnh tính của thôi hành chu trước giờ quyết đoán không chút do dự. Nếu nhà di trưởng hết sức băn khoăn nhưng lại không chủ động thoái hôn, chỉ có thể để biểu muội uống thuốc giả bệnh. Như thế sao hắn không thoải mái thức thời, chớ liên lụy đến nhân duyên của biểu muội Di và dường. Nghĩ vậy, thôi hành chu thở chậm lại, bảo mặc như kê bàn lại, bày giấy trắng, mài mực, thoan thoát viết giấy từ hôn. Lý do giải trừ hôn ước hết sức chính đáng. Hắn nói thẳng mình xuất chiến vì nước, liều chết báo ơn, không diệt trừ được man di tuyệt không trở về. Nhưng mà nữ tử đương tuổi xuân không thể phí hoài thời gian, hắn và biểu muội liêm bình lan duyên cạn, mong kiếp sau lại nối tiếp. Vậy nên giải trừ hôn ước hai nhà, mong rằng biểu muội tìm được lương duyên, đôi bên đều bình yên. Lời nói trong thư giải trừ hôn ước hiên ngang lẫm liệt, giọng điệu khách khí, nhưng thôi hành chu lại bảo cao quản sự đến liêm phủ, để lộ tin cho Liêm gia biết mấy ngày trước người hầu bọn họ đã vô ý lỡ lời với gã sai vặt trong vương phủ, lời gì cũng đã tới tai vương gia. Dù sao thì cũng phải để cho Liêm gia biết, những tính toán trong phủ bọn họ hắn đều biết hết rồi, tránh khi đưa thư giải trừ hôn ước qua phải giả vờ giải thích xong dài. Lúc thư giải trừ hôn ước vương gia viết và con dấu được đưa đầy đủ đến liêm gia, liêm hàm sơn sốt ruột đến mức rậm chân, hận mình không giữ vững lập trường, nghe lời xúi dục của phu nhân, cùng nhau sắp xếp thủ thuật che mắt vụng về này. Đích thân cao quản sự đưa thư từ hôn đến nhưng ý tứ trong lời nói khiến người ta không ngẩng đầu lên nổi. Bà nhìn đi, mặt mũi liêm gia chúng ta đều bị hai mẹ con bà làm mất hết. Hoài dương vương vì nước quên mình ra chiến trường, nhưng liêm gia ta lại chọn mập nhặt gầy, tính toán giả bệnh, chuyện này. Sau này Bình Lan làm sao gặp người khác? Liêm sở thì cũng không ngờ Hoài Dương Vương sẽ đoạn tuyệt như thế nhất thời tức giận nói hắn thì tốt đẹp gì chưa thành hôn đã nuôi ngoại thất ở trấn linh tuyền hai mẹ con ta biết việc này từ rất lâu rồi luôn giả vờ bình thường trước mặt thái phi thế mà hắn trở mặt hắn hắn có quan tâm đến con gái nhà ta đau lòng không đâu ta phải đến chỗ tỷ tỷ lý luận một phen nào có đạo lý như thế liêm hàm sơn tức giận đến vỗ bàn nói thời điểm quan trọng cái gì Còn em khắp chân châu đều đang chuẩn bị hành trang xuất phát tây bắc thậm chí có con cháu nơi khác đến hăng hái tòng quân. Những người mẹ già đó thông hiểu đạo trung nghĩa, tay cầm kim mực xăm chữ trên lưng con trai để bày tỏ lòng trung thành với nước. Bà thân là gia quyến nhà quan nhưng không biết đạo lý, còn muốn đến chỗ thái phi suối bẩy cho mẫu tử bọn họ bất hòa, đồn ra ngoài bà muốn ta phải nhìn mặt mũi đồng liêu như thế nào. Liêm Bình Lan ở bên cạnh cắn răng không nói gì. Nàng không ngờ biểu ca nhìn thấu việc mình già bệnh lại tuyệt tình như vậy, không để cho liêm ra chốt cơ hội chờ mình là do hắn tức giận hay là đã muốn từ hôn từ lâu mặc dù liêm bình lan không muốn gả vội trước chiến trận nhưng cho tới tận bây giờ nàng ta chưa hề nghĩ rằng sẽ hủy hôn với biểu ca nhất thời uất ức khổ sở hơn so với việc nhận được tin biểu ca từ trận liêm hiền từ phủ Nha về nghe thấy mẫu thân với phụ thân ồn ào sốt ruột đến dậm chân nương người đi tranh luận cái gì không biết ai đồn giờ khắp chân châu đều bàn tán chuyện hoài dương vương từ hôn, lấy thân hy sinh cho đất nước, ai cũng bội phục đến nước mắt chảy ngang chảy dọc. Bây giờ nương đi làm ầm trong thời gian quan trọng này chẳng phải chứng tỏ mình không biết lý lẽ ư. Lời nhận xét của Liêm Hiên không sai, có lẽ bọn hạ nhân hai phủ nói qua nói lại, với cả mọi người đều biết lần này Hoài Dương Vương đi, e là có đi mà không có về, cho nên việc từ hôn của Hoài Dương Vương, trong mắt bách tính hắn có phong thái chính nhân quân tử rõ ràng không muốn ảnh hưởng cô nương nhà người ta phải thổ tiết. Vương gia còn trẻ tuổi mà đã trung nghĩa song toàn, có ai nghe xong mà không gật đầu khen ngợi. Nghe phụ thân và huynh trưởng nói, Liêm Bình Lan không khóc. Nàng ta biết biện pháp cứu vãn duy nhất bây giờ hẳn nàng ta phải chặn trước ngựa của biểu ca, sẽ bỏ thư từ hôn ở trước mặt mọi người, cũng là một phen cao cả, thể hiện không phải hắn nàng ta sẽ không gả, quyết tâm nuốt khổ chờ hắn trở về. Nếu làm như thế, dù là Facebook bút tuyệt nhất thiên hạ cũng không viết ra được câu chuyện si tình đẹp như vậy. Có điều nàng ta có chút ấm ức. Biểu ca làm như vậy hoàn toàn không quan tâm đến thể diện của liêm gia, tất nhiên cũng không quan tâm đến nàng ta. Tâm tư nàng ta bị hắn nhìn thấu, dù sau này có thành thân trong lòng cũng tổn vương vướng mắc. Đột nhiên liêm tiểu thư nhớ lại lần đi dạo trên đường mòn dưới trăng với biểu ca trước đó, nhìn thì rất ngắn nhưng đi thì cảm thấy rất dài, lặng lẽ bước đi về phía trước, hắn không tính là đi quá nhanh nhưng nàng ta lại không theo kịp. Có điều, nàng ta lại nghĩ đến thư từ hôn của biểu ca, lý do chính đáng, không ảnh hưởng đến khuê danh của nàng ta, cũng coi như là có quan tâm đến nàng ta. Sau khi Liêm Bình Lan tức giận một mình thì tự khuyên nhủ mình. Việc đã đến nước này, nàng ta cũng không thể quan tâm đến mặt mũi tiểu thư khuê tú nữa. Chờ ngày mai khi đội quân xuất phát, nàng ta sẽ che kín mặt chặn trước ngựa biểu ca thể hiện rằng mình bằng lòng chờ hắn. Dù sao đến lúc đó, biểu ca chuẩn bị rời đi, nàng ta có nguyện ý cũng không thể bái đường thành thân ngay. Cứ như vậy, vừa có thể hàn gắn quan hệ hai nhà thôi liêm vừa có thể làm biểu ca hồi tâm chuyển ý, quan trọng hơn là không cần phải vội vàng thành hôn với biểu ca trước trận chiến, hoàn toàn chặt đứt đường lui của mình. Nghĩ đến đây, liêm bình lan nhẹ nhõm hơn chút, Yên tĩnh chờ sáng sớm hôm sau đi đến bên đường ngoài thành đợi, chờ biểu ca dẫn binh đi ngang qua. Rạng sáng ngày hôm sau, khi tia nắng ban mai ló dạng, đám đông từ bốn phương tám hướng đổ về đường phố nhộn nhịp. Sáng sớm Liêm gia đã chiếm một chỗ trà lâu bên đường, không phải chen chúc với đám đông vẫn có thể lặng lẽ đợi quân lính con em chân Châu. Liêm Bình Lan đang ở trên cao, có thể nhìn thấy rõ hạ chân tiểu thư ở trấn Linh Tuyền Thế mà cũng đến, đang vương cổ trông mong tay cầm vòng hoa. Xem ra chuyện từ hôn của biểu ca cũng truyền đến tai hạ tiểu thư, vòng hoa trong tay nàng ta định tặng cho ai. Cũng không xem lại xuất thân của mình. Dù biểu ca có thoái hôn, chẳng lẽ tương lai cưới người khác lại đi cưới con gái của thương gia. Thật ra không riêng gì hạ tiểu thư, các cô nương đương tuổi xuân xanh cũng chen chúc đầy hai bên đường, ai ai cũng cầm vòng hoa, chuẩn bị tặng cho những thanh niên nhiệt huyết kia. Liêm Bình Lan khinh thường hư lạnh một tiếng, Lát nữa, nàng ta nhất định phải đến đó trước Hạ Tiểu Thư, rồi ngăn xe ngựa lại, đau khổ tâm sự với Biểu ca, bảo hắn đừng tin mấy lời xấu xa của hạ nhân trong phủ, nàng ta thật sự bị bệnh, không phải cố ý lấy cớ không gả. Vì để Biểu ca tin, nàng ta còn uống thuốc đặc chế của Lang trung, từ đêm qua trên người trên mặt đã nổi lên nốt sởi đỏ, Biểu ca thấy, chắc chắn sẽ mềm lòng. Nghĩ vậy, Liêm Bình Lan không kiềm được gãi cánh tay ngứa ngáy của mình, thuốc này thật sự làm người ta khó chịu cả người cực kỳ ngứa ngáy. Hy vọng biểu ca đến nhanh chút, sau khi nàng ta tới trước ngựa khóc lóc kể lể một hồi để biểu ca thu hồi thư từ hôn thư, nàng ta sẽ về phủ uống giải dược. Một chốc sau có sai dịch của quan phủ gõ thanh la, hết, giải tán hết đi. Đêm hôm qua binh mã của vương gia đã xuất phát đi rồi. Giải tán đi. Liêm Bình Lan nghe vậy ngớ người ra. Nàng ta ngơ ngác ngồi trên ghế, lòng thầm nghĩ biểu ca cứ vậy mà đi thế nàng ta nên làm gì bây giờ hóa ra sau khi xem xét tuyến đường, Thôi Hành Chu cảm thấy lộ trình cấp bách, cho nên đêm qua sau khi thu thập hành lý xong đã dẫn binh lính âm thầm lên đường. Không còn cách nào khác, thánh chỉ của vạn tuế thúc giục hắn lên đường, cho nên ngay cả nghi lễ xuất trinh này nọ đều bỏ hết, chỉ có thể vội vàng đi trước. Lúc sắp rời khỏi Trân Châu, Thôi Hành Châu bớt chút thời gian sắp xếp cho miên đường ở phố Bắc. Mặc dù không muốn tự nghĩ xui cho mình nhưng thực sự mà nói, lần này hắn đi, rất có khả năng một đi không trở lại. Đến lúc đó nếu miên đường không có sự che chở của hắn, rơi vào tay đám người ngưỡng sơn, vậy thì sẽ giữ nhiều lành ít. Thôi hành chu không kịp sắp xếp ổn thỏa cho nàng trước khi lên đường, nhưng cảm thấy liễu miên đường không thể ở lâu nơi dùng rắn hỗn tạp như chấn linh tuyền được, tốt nhất là mai danh ẩn tích ở nơi khác. Vì thế hắn dứt khoát một là không làm, hai là đã làm thì phải làm đến cùng, viết một phong thư hưu. Trong thư hắn nói đất nước gặp nạn, mình đã đi theo mấy bằng hữu đầu quân, theo đội quân của Hoài Dương Vương xuất phát đến Tây Bắc. Quyết tâm hy sinh vì nước nhà, chắc chắn không về được. May mà thôi ra còn có nhiều ruộng nhà ở nơi khác mà vẫn chưa nói với nàng, nay đều giao cho nàng hết, còn ở đâu thì mặc như sẽ đưa nàng đi, sắp xếp ổn thỏa cho nàng. Chuyện cưới gả sau này tùy ý nàng, hãy sống cuộc sống bình yên của riêng mình có lẽ một ngày viết hai phong thư từ hôn ân đoạn nghĩa tuyệt với nữ tử cũng coi như thôi hành chu khá quen tay có điều không biết tại sao phong thư thứ hai này càng viết càng không thấy thoải mái cảm thấy lời nói quá cứng rắn sợ liễu nương tử thấy mà đau khổ khóc đến xương đỏ mắt vì thế sửa đi sửa lại mất một khoảng thời gian trong phong thư này có một tờ hôn thư giả ố vàng thôi cửu tìm được và một lá thư hòa ly từ nay về sau, coi như thôi hành chu phá vỡ trói buộc hôn ước cho liễu miên đường. Nàng không cần phải xem mình là thê tử của ai nữa, không còn cố kỵ, có thể tái giá với người khác. Bây giờ bắt đầu loạn thế, trên chiến trường mọi thứ thay đổi trong chớp mắt, ai cũng không biết tương lai mình sẽ ra sao. Thôi hành chu tự hỏi có thể làm gì cho liễu nương tử thì chỉ có mấy việc này. Về phần liễu miên đường sẽ nghĩ như thế nào, thôi hành chu cũng không nghĩ nhiều. Tuy nhiên có câu nói rất hay rằng, phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vả đến thì thân ai nấy bay. Cũng như biểu muội liêm bình lan, mặc dù bình thường tỏ ra cực kỳ ái mộ hắn nhưng khi biết hắn có thể có đi mà không có về thì cũng bắt đầu tính toán tìm đường lui cho mình. Về việc tại sao hắn không giải thích lời nói dối mà vẫn dùng tên tuổi thôi cửu lừa gạt tiểu nương từ kia, thôi hành chu có chút tâm tư sâu xa trong này. Nếu lần này hắn thật sự có đi mà không có về, hắn luôn hy vọng trong lòng liễu nương tử hắn chính là thương nhân thôi cửu quan tâm chăm sóc nàng chứ không phải hoài dương vương chỉ biết nói dối lừa gạt nàng tương lai nếu hắn thật sự phơi thây ngoài chiến trường dù sao thì vẫn còn có một nữ nhân ban đêm không ngủ được rơi vài giọt lệ nhớ thương hắn thậm chí chuyện nàng thất tiết ở ngưỡng sơn hắn cũng giấu đi không nói bị người ta hiu vẫn dễ nghe hơn việc bị tặc tử làm với bẩn sự trong sạch hắn tội gì cho nàng biết sự thật tàn nhẫn này có điều hai ngày sau khi hắn lên đường, Mạc Như vội vàng trở về. Mạc Như nói sau khi Liễu Nương Tử nhận được hưu thư của thôi cửu thì không nói lời nào, chỉ sai người đến cửa hàng, giao phó công việc cho trưởng quầy, sau đó đóng cửa đào bạc lên, bảo nha hoàn bà tử thu dọn hành lý. Nói tóm lại, sau khi nhận hưu thư thôi phu nhân hết sức gọn gàng sạch sẽ, không chút sông dài, càng không khóc lóc như người bị hưu. Vốn Mạc Như muốn đưa Liễu Nương Tử đến Hương trấn quận Khác Vương ra sắp xếp cho nàng nhưng đột nhiên liễu nương tử bảo y đi cửa hàng mua dây thừng và nhiều đồ lặt vặt sau khi y về thì nương tử nha hoàn và bà tử đều biến mất có điều lý ma ma có để lại lời cho ám vệ bảo gã báo cho Mạc như chỉ nói là liễu nương tử không muốn đến nơi vương gia sắp xếp cho nên mới tự ý đi Mạc như nghĩ bọn liễu nương tử có ám vệ đi theo nên chắc là không sao nên về tìm vương gia nói rõ tình huống trước phản ứng chuyện gì cũng nghĩ đến bạc đầu tiên của liễu nương tử không ngoài dự liệu của thôi hành chu nhưng nàng bình thản chấp nhận việc hắn lao mình tới quỷ môn quan ngay cả giả vờ khóc cũng không không nể chút tình nghĩa ngày xưa thật sự khiến lòng hắn phẫn nộ không thoải mái bình thường một câu phu quân hai câu phu quân gọi đến làm người ta đầu óc xương cốt đều tê dại thế mà cuối cùng lại cuốn bạc chạy lấy người không chút xấu hổ bởi vậy có thể thấy trời sinh tính của liễu miên đường đã như thế dù có mất trí nhớ cũng không làm lỡ việc nàng đắn đo tình thế, cuốn bạc chảy. Bỗng nhiên thôi hành chu cảm thấy mình có thể hiểu được cảm giác của từ du công tử khi bị cuốn bạc. Nếu có thời gian rảnh rỗi, nói không chừng thôi hành chu sẽ đập bể đồ trong một phòng đầy đồ, mắng chửi một trận thật hăng, nhưng hiện tại hắn còn chả có thời gian oán than. Quân đội tiến quân thần tốc ngày đêm, tranh thủ đi đến Tây Bắc thật nhanh. Tuy có những con em nhiệt huyết đầu quân không chút do dự, tích cực chống địch nhưng trong quân đội vàng thao lẫn lộn, tất nhiên cũng có đảo binh nhát gan. Cho nên trên đường hành quân, kỵ binh phụ trách bắt giữ đảo binh liên tục kiểm tra. Một khi bắt được đảo binh, đội quân lập tức dừng lại, những tên đảo binh đều bị lột bỏ giáp và bị chém đầu trước mặt mọi người. Trên đường đi, liên tục có đảo binh, đao chém cũng muốn hỏng rồi. Thôi hành chu mặt không biểu cảm, không chút nương tay hơn nữa còn cho người thông báo rằng danh tính của mấy tên đào binh này sẽ bị đưa về quê nhà, viết tên trên thông cáo dán ở giữa ruộng, đến lúc đó chẳng những không được triều đình phát bạc cho mà cha mẹ thê tử bọn họ còn bị nhục nhã, không dám ngẩng đầu trước mặt người trong thôn. Ta với trung tướng sĩ giống nhau, bỏ gia đình, bỏ sự nghiệp, quyết tâm có chết cũng phải ra chiến trường giết địch. Chính là vì để người thân mình sống yên ổn, có nhà có ruộng sống ổn định. Nếu các ngươi không chịu giết địch, một hai phải làm đào binh chắc chắn không thoát khỏi đường chết nếu như đã muốn chết tại sao không ra xa trường tử chiến với địch nhân hung bảo chết bất khuất biết bao hơn nữa còn cầu giàu sang trong hiểm nguy nếu chư vị muốn thành công không phải vạn dặm xa trường kia chính là cơ hội tốt để kiến công lập nghiệp sao thỉnh quân tạm thượng lang yên các như cá thư sinh vạn hộ hầu có đúng như đạo lý này không chư vị có muốn kiến công lập nghiệp trở thành danh thần lương tướng của Đại Yến không? Trinh run gian sang Linh Nhan Cưa. <laughs> Rù ô su sô sâm oan hu hâu. Các ông hãy thử leo lên gác lăng yên. Xem có thư sinh nào được phong vạn hộ hầu. Trích từ thơ của nhà thơ Lý Hạ, nguồn bản dịch. Sau khi giết một nhóm đảo binh, thôi hành chu cưỡi trên lưng ngựa, đứng trên đường lớn nhuộm đỏ máu tươi, kêu gọi các tướng sĩ. Hắn nói không nhiều lắm nhưng câu nào cũng có lý có tình, có ai mà không biết sự tích trước khi xuất trinh Hoài Dương Vương đã viết thư từ hôn với Liêm Tiểu Thư, quyết tâm có chết cũng phải giết địch chứ. Hoài Dương Vương là vương gia cao quý, vốn phú quý ngút trời, trong người có muôn vàn mảnh ruộng nhưng vẫn lãnh binh xuất trinh như thường. Còn bọn họ thì nhà nghèo rất mồng tơi, người chẳng có mảnh đất nào thì sợ cái gì. Giống như lời vương gia nói như ca thư sinh vạn hộ hầu. Nếu đã phải đi Tây Bắc, tại sao không chém giết với địch một phen mà một hai phải làm đào binh, chết ở trên bên đường hoang vắng không có chim cũng chẳng có người trông thật thảm hại. Sau lần giết gà dọa khi này, lượng đào binh giảm bớt đi nhiều, đội binh con em chân châu cũng coi như là trên dưới một lòng, dốc tinh thần lao ra tiền tuyến. Sau khi đi liên tục 5 ngày 5 đêm, người dẫn đầu kỵ binh cha xét cưỡi ngựa đến đây, do dự bẩm báo với đại nguyên soái thôi hành chu, khởi bẩm chủ soái, có một chiếc xe ngựa lén lút đi theo đại đội mãi thủ hạ của ta nghi ngờ đó là gián điệp thăm dò quân tình nên sai người khống chế xe ngựa đó lại. Thôi hành chu đang ở trên lưng ngựa xem bản đồ, nghe vậy cũng không ngừng đầu lên nói, tự đi thẩm vấn, nếu có gì khả nghi cứ trực tiếp xử tử. Người thủ lĩnh kia biết quy tắc này nhưng lúc trói người, có một bà tử mặt đen đưa cho gã một khối lệnh bài vương phủ, chỉ nói muốn tìm thôi cửu thôi đại nhân. Nhân lúc một nữ tử đương tuổi xuân trong đó không chú ý, bà tử đen mặt thì thầm dặn dò gã, Xin quân gia bẩm báo với vương gia, đưa lệnh bài này cho vương gia là được, nếu không sẽ làm trễ nãi đại sự, vương gia sẽ trị ngươi trọng tội. Lệnh bài này là thật, bà tử trừng mắt có chút đáng sợ, cho nên thủ lĩnh kỵ binh chuẩn bị tinh thần bị mắng đến bẩm báo cho vương gia. Thôi Hành Chu nhìn lệnh bài, lệnh bài quả thật là của vương phủ, hơn nữa nghe thủ lĩnh kỵ binh miêu tả, bà tử mặt đen kia rất giống với Lý Ma Ma đi cùng với Liễu Miên Đường. Thôi Hành Chu ngẩn người, lệnh Mạc Như đi xem trước. Chốc sau Mạc Như mau chóng chạy về bẩm báo, vương. Vương ra, thật sự là bọn người liễu nương tử. Không chờ Mạc Như nói xong, thôi hành chu đã xoay người xuống ngựa, xài bước bước chân dài ra sau đội ngũ. Nhưng đi được vài bước, dường như hắn nhớ ra điều gì đó, chỉ tay vào khôi giáp của một thiên phu trưởng bên cạnh, ý bảo gã cởi ra để hắn mặc. Chỉ huy, sau khi hắn cởi kim giáp, thay áo giáp ra châu cũ, lập tức tiếp tục bước nhanh đi ra sau đổi. chương 43 Mặc như là người thông minh, vừa nhìn là biết phương gia định làm gì, vội chạy nhanh ra trước, đến cuối đội quân, đuổi các kỵ binh tra xét có liên quan đi, chỉ để lại một hai thân binh được phân phó, không để bọn họ lộ tẩy. Trong chặng đường ngắn ngủi, thôi hành chu không biết điều gì đang cuộn trào trong đầu mình, chẳng qua là thấy khiếp sợ nhiều hơn, thế nhưng lại có một chút vui mừng có điều hắn lại cảm thấy nữ tử này có chú ý hay thật đấy. Thế mà đi theo phía sau đội ngũ trinh phạt Tây Bắc, giống cái gì đây? Lát nữa gặp nàng, nhất định phải trách mắng nàng một trận. Nhưng đến đến khi nhìn thấy tiểu nương tử mặc nam trang ngồi bên đống lửa sưởi ấm, búi tóc nghiêng lệch có chút chật vật thì đột nhiên thôi cừu không nhớ được mình muốn mắng nàng cái gì nữa. Đoạn đường này của nàng chắc hẳn rất vất vả, mặc dù có xe ngựa chờ nhưng dày vài thì toàn bùn đất, Mặt không son phấn, trông có chút tiểu tủy tái nhợt. Cũng không biết suốt đoạn đường này, cơ thể yếu ớt của nàng đuổi theo đội quân như thế nào. Hắn dừng bước nhìn nàng mà lòng trăm mối cảm xúc mồn ngang. Lúc Miên Đường nhìn thấy hắn, đầu tiên là mắt mở to có chút nghi ngờ, rồi dần dần sáng lên, nàng từ bên cạnh đống lửa chậm rãi đứng lên, sau đó bỗng nhiên lảo đảo chạy tới. Nàng chạy vội như thế, Hoài Dương Vương không khỏi nóng lòng vươn hai tay ra muốn đón lấy tiểu nương tử đang nhào đến. Nào ngờ, khi tiểu nương lào đảo chạy đến trước mặt thôi hành chu thì vung cánh tay mảnh khảnh lên, tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt tuấn mỹ của phu quân. Thôi hành chu bị bất ngờ không kịp đề phòng nhưng không tránh đi, mặt bị đánh đến hơi lệch đi. Mặc như cả kinh không nhịn được che kín mặt, hít sâu một hơi, nhóm thân binh bên cạnh mắt to chừng mắt nhỏ không biết nên đi lên bảo vệ vương ra không. Thôi hành chu lần nữa bị tiểu nương tử này làm kinh hoàng. Hắn không dám tin quay đầu lại nhìn Miên Đường, nghi ngờ vừa rồi mình hiểu sai ý. Nữ nhân này, không phải vì bị hưu mà thẹn quá hóa giận, đặc biệt chạy tới đây mắng hắn phụ lòng đó chứ. Miên Đường không cảm nhận được khuôn mặt đằng đằng sát khí của phu quân. Mấy ngày này đối với nàng dài như mấy năm. Một đường đi về phía bắc, nàng mang không đủ quần áo để tránh rét khi ở trên xe ngựa chỉ có thể bọc chăn bông dựa sát vào nha hoàn và bà tử để sưởi ấm. Mới vừa rồi có một binh lính tốt bụng, thấy các nàng lạnh quá nên đốt một đống lửa cho các nàng sưởi ấm. Mới vừa rồi, trong khói lửa, nàng thấy một nam nhân cao lớn vai rộng eo nhỏ mặc quân phục, đi nhanh như bay về phía nàng. Khoảng khắc đó, nàng có chút không nhận ra, người nam nhân oai hùng cả người toát sát khí này là trượng phu thôi cửu của nàng. Mãi cho đến khi hắn đến gần, mi mày như núi, mũi cao môi mỏng, đúng là trượng phu thôi cửu của nàng. Trong phút chốc nỗi uất ức trong lòng nàng cuồn cuộn trào lên như phá tan sông băng, cho nên nàng không chút nghĩ ngợi, tay như có chủ ý tát hắn một bạt tai. Sau khi tát xong, nàng chỉ nhẹ nhàng mắng hắn thật đã, chàng cho rằng mình cũng lao lực quá mức đến chết như Hoài Dương Vương ư? Hắn khơi lên mấy chuyện điên rồ, muốn viết thư từ hôn khác người, cái gì mà từ hôn cao cả, ngược lại là mua danh cầu lợi thì có thường dân như chàng học cái gì không học, cứ khăng khăng học viết thư hưu, lặng lẽ đến tiền tuyến. Sao chàng không suy nghĩ đi, dù vương gia người ta có ra tiền tuyến cũng không thiếu nữ nhân hầu hạ đâu. Sau khi trở về thì thăng quan tiến chức, mặc áo gấm ăn đầu ngon. Nhưng còn người đột nhiên nổi hứng đi hưu thê tử, làm sản nghiệp lung lay, rời đi với hai bàn tay trắng như chàng, liệu sẽ có người khen chàng xả thân vì nước chắc. Đừng có đọc sách thánh hiền đến ngốc luôn rồi tiểu nương tử nổi giận, chống nạnh mắng chửi người với tông giọng sắc bén, khi thế không thua thôi hành chu chút nào. Vẫn là lý ma ma phản ứng nhanh, lầm bẩm tạo nhiệt rồi vội vàng chạy đến kéo liễu nương tử để nàng không tát vương ra nữa. Nhưng thôi hành chu thì lại nhăn mặt phất tay, không cho lý ma ma sang đây. Mà miên đường lấy phong thư hưu trong ngực ra xé thành mảnh vụn, ném vào thôi hành chu nói, ta sống là người thôi ra, chết là quỷ thôi ra nếu ta không phạm vào thất xuất, chàng dựa vào đâu hưu ta. Thất xuất là khái niệm được sử dụng trong thời kỳ phong kiến, theo đó người vợ phạm vào một trong bảy điều được nêu thì bị đuổi khỏi nhà, người chồng cũng được bỏ vợ hợp pháp. Thất xuất bảy điều nên đuổi như sau. Một, không con. Hai, dâm dật. Ba, không thờ cha mẹ chồng. Bốn, lắm điều. Năm, trộm cắp. Sáu, ghen tuông. 7. Có ác tật Nguồn Trước giờ thôi hành chu chưa từng bị tát, hôm nay coi như có người can đảm phá giới, giận dữ mình cười vặn lại, từ khi nàng vào nhà đến giờ chưa sinh con cháu cho thôi ra ta, ngày thường cũng không học hành nhiều giờ còn thêm tật xấu đánh người, có cái nào không phải lý do hưu nàng. Huống chi nàng còn không biết đạo lý, đi theo sau đội quân, ra thể thống gì. Còn không mau theo mạc như quay về sống thật tốt đi liễu miên đường bị miệng lưỡi độc địa của thôi hành chu mắng đến chột dạ cẩn thận nghĩ lại đúng là nàng không xứng với danh hiền thê không giữ phu quân lại mà để hắn ra chiến trường đợi thôi hành chu mắng xong vành mắt nàng đỏ ửng nước mắt kìm nén mấy ngày nay tuôn trào ra chàng đi tòng quân thì tòng quân đi đừng quay lại xem ta ở đâu ta đi ở phía sau đội quân không đi đâu cả cứ vậy đi ở phía sau chàng chàng chết trận nếu ta còn sống ta có thể đưa chàng về nhà, sau khi nói xong, nàng thả lỏng lòng, đau đớn khóc giống giống như thôi cửu chết trận thật vậy. Lúc này thôi Hành Chu không còn cảm giác được gò má nóng ran, từng giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt đỏ ửng kia, đâm vào trong lòng hắn, trái tim nhói đau. Hắn không quan tâm đến những người đứng xung quanh, kéo Miên Đường vào lòng, ôm thật chặt, lúc này mới nhận ra tay nàng rất lạnh, hắn lấy áo choàng của mình bọc nàng thật kỹ, thì thầm, là ta sai ta không nên bỏ nàng lại. Được rồi, đừng khóc nữa, ở đây gió lớn, cẩn thận mặt bị đông cứng. Miền đường cũng ôm chặt eo phu quân, trong lòng cảm giác vững chãi hơn. Ban đầu khi nàng nhận được hưu thư, nàng cảm thấy xét đánh giữa trời quang xẹt qua đỉnh đầu. Trong một chốc không chắc thư của phu quân có thật không, hay là hắn gặp chuyện gì đó khác nên mới hưu thê không lý do. Ngày tiễn biệt quân lính em con chân châu ở quê nhà, nàng cũng vội vàng đến, Muốn chặn phu quân lại nói cho rõ ràng nhưng đến rồi mới biết tin đại quân đã đi mất rồi. Tính tình của miên đường là có chuyện gì thì phải làm cho rõ sao để mặc cho phu quân tự ý quyết định hiu nàng không rõ ràng như thế. vì thế nàng gạt sai vật mặc như không quan tâm đến sự phản đối của lý ma ma nàng mang hết tất cả bạc và ngân phiếu đổi sang nam trang sau khi chuẩn bị xe ngựa xong lập tức mời phu xe lành nghề đuổi đến đây. Suốt đường đi nàng bỏ bạc ra để tiểu lại trạm dịch châm trước cho nàng thay ngựa ở trạm dịch, gấp rút đi suốt ngày đêm, lại gặp một vài chắc trở, lúc này khó khăn lắm mới đuổi kịp. Chức quan nhỏ, thấy phu quân hạ dòng, từ bỏ lòng yêu nước cao cả noi theo hoài dương vương, miên đường cũng nín khóc. Lúc này, thôi hành chu mới có thời gian hỏi lý ma phu nhân sợ lạnh, tại sao chỉ mặc phong phanh thế này? Áo khoác lông cừu của nàng ấy đâu? Lý ma ma thấy vương ra bị tát, bà không giận liễu nương tử mà trong lòng vẫn luôn đổ mồ hôi thay liễu nương tử. Người ở lâu trong vương phủ đều biết rõ vương gia thù dai đến cỡ nào. Nếu vương gia lên cơn ngay thì còn đỡ. Nhưng giờ hắn vẫn đang nhịn không lên cơn có nghĩa là muốn trả cả gốc lẫn lãi trong tương lai ư. Nghe vương gia trách, Lý Mama vội vàng nói, thật ra có mang theo áo lông trồn nhưng hôm qua. Phu nhân mang nó cho người khác mượn. Thôi hành chu nhìn theo hướng mắt Lý Ma Ma nhìn mới phát hiện sau xe ngựa còn kéo theo một chiếc xe đẩy Mấy ám vệ thủ hạ của hắn trước đó không phải cánh tay quấn vải nhiễm máu thì là quấn băng trên mặt, đang xuống xe đẩy đứng sang một bên, mặt đầy lúng túng, dường như không biết có nên tiến lên thỉnh tội với vương ra không. Khi thôi hành chu đi qua mới phát hiện thủ lĩnh ám vệ phạm hồ đang nằm ở trên xe đẩy, đang quấn kín áo lông cừu của miên đường. Cởi áo lông cừu ra mới thấy ở giữa ngực y có một vết đao, tuy có bôi thuốc trị thương nhưng vẫn chảy máu. Phu quân, lần này đi đường ta gặp phải nguy hiểm, may mà hôm qua gặp được mấy tráng sĩ chuẩn bị đi tòng quân này ra tay cứu giúp, có điều phạm huynh đệ này vì cứu ta mà bị trọng thương, lang chung trong doanh chàng có thể chữa trị cho họ chút không? Ý nghĩ ban đầu của miên đường là muốn đi xa xa phía sau đại đội, đợi đến Tây Bắc, nghĩ cách liên lạc với phu quân, tránh mạo phạm các quân gia, ảnh hưởng tiền đồ của phu quân. Có điều hôm qua, đột nhiên có bọn cướp chặn đường đánh lén xe ngựa của nàng, may mà đúng lúc đội của mấy nghĩa sĩ chuẩn bị tòng quân đi ngang qua mới cứu các nàng. Lúc miên đường nhìn thấy vị nghĩa sĩ bị trọng thương kia, cảm giác rất quen, nhìn chăm chú một lúc lâu mới nhận ra đây không phải là nghĩa sĩ ba lần bốn lượt giúp đỡ nàng ở Trấn Linh Tuyền sao. Thấy y bị thương nặng, lúc này miên đường mới bảo phu xe thúc ngựa đi nhanh lên, định sẽ mặt dày đút nhiều bạc thỉnh đại phu trong doanh giúp đỡ nếu không nghĩa sĩ họ phạm này sẽ chết trước khi thực hiện chí lớn mất. Nhưng ai ngờ, Lý Ma Ma lại tự ý nói ra tên thôi cửu với các quan binh bắt các nàng. Khi đó miên đường đang bận cầu xin này nỉ quân ra, nhất thời không để ý nên không biết cụ thể Lý Ma Ma nói gì mà làm kinh động đến phu quân, làm thế này không biết có liên lụy phu quân bị trách mắng không. May mà phu quân trong cũng có chút quyền hạn, sau khi nhíu mày xem xét thương thế của Phạm Huynh Đệ lập tức cho người đi tìm lang chung tới chữa trị cho y. Trước đây miên đường chỉ nhìn thấy dáng vẻ nho nhã của phu quân, cực kỳ giống quý công tử. Nhưng hiện tại nhìn hắn mặc khôi giáp, càng làm tôn lên cái eo thon, đôi chân dài và cái mông cong của phu quân. Bây giờ, hắn đứng ở phía xa, đi theo mấy vị nghệ sĩ lắng nghe tình hình, khí thế uy vũ đó khiến người ta có cảm giác như hạc trong bầy gà chỉ có mặc nhung trang mới thể hiện ra được mặt khác không muốn để người khác biết của phu quân, anh Tuấn đến khiến người ta nhìn đến mặt đỏ tim đập. Quân phục. Hơn nữa hắn cũng thật bản lĩnh, mặc dù lần đầu đi lính nhưng đã được tướng quân có tiếng để bạt làm thiên phu trưởng. Miền đường thấy dáng vẻ trầm ồn của phu quân khi vẫy tay gọi binh lính đến phân phó bọn họ làm việc, trong lòng hết sức tự hào. Thiên phu trưởng là một chức danh chính thức của một tùy viên quân sự cổ đại, nàng biết phu quân nàng không phải kiều quần là áo lụa. Chỉ là giống như sở trang vương, bất minh tác dĩ nhất minh kinh nhân bãi liễu. Nay xem như phu quân lấy lại tinh thần, tìm được võ đài để thể hiện trí hướng của mình. Bỗng nhiên nổi tiếng gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc sử ký, hoạt kê liệt truyện, thử điều bất phi tác dĩ, nhất phi sung tiên, bất minh tác dĩ, nhất minh kinh nhân. Vì với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc. Theo, cho nên khi quốc gia gặp nạn, công phu quyền cước của phu quân cũng có đất dụng võ, nàng cũng không thể kéo chân sau phu quân được. Trong lúc Miên Đường bọc áo choàng của thôi hành chu ngoan ngoãn ngồi sưởi ấm bên đống lửa, thôi hành chu đã được ám vệ bẩm báo, cuối cùng cũng biết được lý do tại sao tất cả ám vệ bảo vệ Miên Đường đều bị thương. Hóa ra sau khi Miên Đường các nàng rời khỏi trấn Linh Tuyền thì có người lén lút đi theo các nàng. Ban đầu sau khi phát hiện ra thì bọn Phạm Hổ âm thầm chế ngự người lén lút đó. Thẩm tra mới biết, gã là người do Tuy Vương sắp xếp theo dõi Liễu Miên Đường. Hơn nữa không chỉ có một người âm thầm theo dõi. Trước khi đi hàng xóm láng giềng xung quanh có hỏi Liễu Miên Đường muốn đi đâu. Lúc ấy Miên Đường nói là phu quân nàng tòng quân, nàng cũng muốn đến Tây Bắc, cho nên lúc ấy có người vội vàng trở về mật báo cho Tuy Vương. Lúc ấy Phạm Hổ thầm nghĩ không ổn sợ tuy vương kia sẽ xuống tay với nữ tử đơn chiếc này. Đúng như dự đoán, khi xe ngựa đến địa phận Tam Châu, đi vào rừng núi Hoang Vu, tuy vương phái người đánh úc xe ngựa bất ngờ, muốn trói liễu miên đường cho vào bao bố. Bọn họ lại không cách nào âm thầm bảo vệ nên chỉ có thể hiện thân bảo hộ. Không biết có phải Tuy Vương đã phát hiện ra ám vệ bọn họ hay không mà phái ra toàn cao thủ không thân thủ không tầm thường. Mặc dù bọn Phạm Hồ cố gắng hợp lại giết nhưng vẫn kém hơn. Lúc Phạm Hồ bị đâm một đao, thấy mạng mình sắp tận không ngờ Liễu Nương Tử có chuẩn bị từ trước, lấy từ trong ngực ra một túi thuốc bột to phối ở trấn Linh Tuyền, nương gió vẩy vào trận hỗn chiến của bọn họ. Phạm Hồ biết thuốc này Liễu Nương Tử phối trước khi ra khỏi thành nhưng không biết nàng lấy phương thuốc ở đâu, trộn mấy thuốc bột thông thường lại với nhau rồi cho thêm vôi bột vào, hết sức bá đạo. Thuốc bột vào trong mũi trong miệng khiến cho đầu óc choáng váng không nói được, mắt nóng tới mức không mở ra được mấy cao thủ đối chiến, không mất bao lâu tất cả hạ cửu lưu đều bị thuốc bột đánh gục. Hạ cửu lưu chỉ các nghề có địa vị thấp như bà đồng, kỹ nữ, thầy cúng, phu canh, thợ cắt tóc, nhạc công, con hát, ăn mày, nghề thủ công. Sau khi thuốc bột bị gió thổi hết, miên đường bảo hai nha hoàn quấn khăn kín đầu, lấy khăn che miệng mũi lại, mang dầu hạt cải cho các ám vệ rửa sạch mắt. Dù vậy nhưng mất một đêm tay chân nhóm ám vệ bọn họ mới dần dần có sức. May mà liễu nương tử bảo phu xe tìm một chiếc xe đẩy ở thôn bỏ hoang gần đấy, gắn sau xe ngựa, coi như là kéo bọn họ tới đây. Khi miên đường cùng nha hoàn bà tử băng bó cho bọn họ còn vô cùng ấy náy nói, ban đầu sợ các ngươi cũng bị dính thuốc bột nên mới không ném được, nếu sớm biết các ngươi đánh không lại mấy tên cường đạo kia thì ta đã ném thuốc ra từ sớm. Liễu nương tử thật sự rất ấy náy, dù mấy trang sĩ có bị dính thuốc bột vào mắt thì vẫn còn hơn bị đâm, cho nên nhóm nghĩa sĩ của Phạm Huynh Đệ bị thương là do nàng do dự sai. Đến nỗi mấy tên cường đạo lăn lộn trên đất, gào thét không dậy nổi cũng là do mấy nữ lưu nhóm liễu nương tử xử lý. Theo ý ám vệ, hẳn nên dứt khoát cho một đao tránh thuốc hết tác dụng bọn họ lại đuổi theo. Nữ lưu, chỉ phụ nữ, miệt thị. Nhưng mấy người liễu nương tử không giống như chủ nhân có thể giết người, lúc nhóm ám vệ nhắm mắt suy nghĩ biện pháp thì liễu nương tử đã nghĩ ra cách chúng ta là phụ nhủ tuân thủ luật pháp làm sao xuống tay giết người được. Có điều ta nghe thấy có tiếng sói hoang chu, chói bọn họ ném cách xa đường lớn chút làm mồi cho sói đi. Phụ nữ và trẻ con. Sau đó bọn họ nghe tiểu nha hoàn nói, liễu nương tử sợ không gọi được sói đến còn rạch người của mấy cường đạo kia, mấy tên cường đạo bị trói chặt ai ai cũng chửi cha mắng mẹ. Nhưng thân là ám vệ lại được người mình bảo vệ cứu đúng là nhục nhã bị chê học nghệ không tinh còn cản trở thời gian tiểu nương tử ném thuốc bột, nhục càng thêm nhục. Cuối cùng mấy người tay chân mềm nhũn bọn họ ngã ngang ngã dọc vào xe đẩy nhìn vương ra, quả thật đáng tội chết vạn lần. Khi ngã vào xe đẩy, Phạm Hồ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của vương ra, mắt ngậm lệ nóng, nếu không phải thân bị trọng thương không thể đứng dậy thì y muốn rút kiếm tự vẫn, như thế mới có thể xóa sạch cảm giác hồ thẹn. Lúc thôi hành chu nghe chuyện nhóm người bọn họ trải qua, bàn tay từ từ nắm chặt thành nắm đấm hắn đã sớm biết tuy vương có hứng thú với liễu miên đường nhưng không ngờ gã to gan như thế dám ra lệnh cho thủ hạ giả trang thành cướp tới bắt cóc nữ tử yếu đuối như liễu miên đường nếu như liễu miên đường không có chuẩn bị e là đã rơi vào trong tay tuy vương không biết sẽ bị làm nhục như thế nào hắn quay đầu nhìn lại nhìn chỗ đống lửa liễu miên đường đang uống nước ấm lý mà ma, ma mang tới khuôn mặt vẫn còn chút ửng hồng Do hoàng hôn đã tắt nắng, đại đội ở không xa phía trước cũng đã dựng trại đóng quân nghỉ ngơi. Sau khi thôi hành chu sai binh lính đi tìm người đến chữa trị cho Phạm Hồ, lại sai người mang thêm mấy tấm da trâu dày đến đoàn xe phía trước cho bọn miên đường các nàng làm liều trướng, lấy lò than hong ấm liều trại, nói chung thì là để cho miên đường có chỗ nghỉ ngơi qua đêm. Bởi vì miên đường bị thương nên cơ thể sợ lạnh, nhất là tay chân không thông máu lắm, lúc này lòng nhẹ nhõm, người cũng thả lòng có chút mệt nhoài, khi nằm xuống trên đệm da dê thì ngất đi cơ thể cũng bắt đầu phát sốt nhưng nàng lại ló đầu ra khỏi chăn giả vờ không sao nói với thôi hành chu chàng vừa vào quân đã được đề bạt làm thiên phu trường đúng là không dễ đừng để vì ta mà bị tướng quân ở trên mắng đợi phạm huynh đệ được cứu chữa không ảnh hưởng đến tính mạng ta sẽ cho xe ngựa đi cách xa đội ngũ đợi đến kim giáp quan sẽ tìm một thôn gần đó ở không phiền chàng bận tâm thôi cửu sở chán nàng cảm giác nóng đến có thể chín cả trứng gà, lập tức nhíu mày mang thuốc cho nàng uống, mới ra ngoài có mấy ngày đã gặp đạo tặc, nàng còn dám ở một mình. Không sợ bị đạo tặc bắt đi làm áp trại. Nói được một nửa, thôi hành chu vội im miệng, hiện tại hắn không muốn nhớ tới việc Miên Đường đã từng bị bắt lên núi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Miên Đường từng bị nam nhân khác chiếm hữu, trong lòng hắn bực dọc và ghen tuông khó nói. Chẳng qua Miên Đường không biết khúc mắc trong lòng thôi cửu, đắc y nói phu quân đừng lo cho ta lúc ngoại tổ phụ ta làm áp tiêu lang bạt giang hồ thì mấy kẻ gian đó vẫn còn đang bú sữa mẹ kia ông có rất nhiều cách để trị bọn cuồng đạo chặn đường đó ta là cháu ngoại của ông ấy tất nhiên nhớ được vài thứ có ích nếu không thì một nữ lưu như ta sao dám đi lung tung thôi hành chu biết ngoại tổ phụ nàng làm áp tiêu cho nên nàng mới phối thuốc hộ thân chuyện này không lạ gì hắn không nghĩ bây giờ sẽ tranh luận với miên đường chỗ đến tiếp theo chỉ muốn nàng mau uống thuốc hạ sốt. Nhưng Miên Đường cứ né tránh, cuối cùng rúc vào trong chăn nói, ta bệnh nhẹ mà, uống nhiều nước ấm là được. Không cần uống thuốc đâu. Một năm nàng bị bệnh lúc trước, ngày nào cũng uống thuốc không ngừng, đối với vị đắng kiểu thế thì xin thứ cho kẻ bất tài này. Hơn nữa nàng tự thấy mình bệnh không nặng, không đến mức phải uống thuốc như vậy. Mới đầu thôi hành chu chỉ cho rằng nàng với hắn cách biệt nhiều ngày, cho nên trong lòng có chuyện nói không hết nhưng sau đó mới phát hiện ra là nàng đang mượn cớ chỉ hoãn, không chịu uống thuốc. Sau mấy lần khuyên gian dỗ dành không được, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra tâm tư này của miên đường, vì thế nhướng mày rậm, ngửa đầu uống một hớp thuốc đắng trước, sau đó cúi người về phía miên đường trong ổ chăn. Lần đầu tiên trong cuộc đời miên đường biết, hóa ra còn có cách uống thuốc như thế, có điều cách này khiến cho người ta xấu hổ đến mũi chân đều đỏ. Cho nên sau khi được phu quân đút thuốc bằng miệng, Miên Đường chủ động giật lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch thuốc trong chén. Thôi Hành Chu vẫn chưa thỏa mãn, nói với nàng, sau này nếu mà nàng không uống thuốc đàng hoàng, ta sẽ đút nàng như vậy đó. Miên Đường cúi đầu lấy ngón tay khẩy nút thắt áo giáp của hắn, xấu hổ nói, nếu như không uống thuốc thì có thể như thế này không? Nếu không thì đáng lắm. Hoài Dương Vương luôn cau mày từ khi rời khỏi Trân Châu, bây giờ lại bị Tiểu Kiều nương ra mặt giày này chọc cho cười sau khi hắn xúc miệng, nghe theo ý muốn của nương tử, lần nữa về sát cúi đầu hôn nàng thắm thiết. Hôm đó thôi hành chu không ở lại trong trứng nhỏ của nàng lâu. Dẫu sao thì đại đội đang hành quân, chủ soái không thể chìm đắm trong ôn nhu Nguyễn Ngọc. Đợi sau khi phu quân đi, gò má miên đường vẫn luôn đỏ bừng. Không biết là do sốt cao hay là do thẹn thùng. Chỉ là khi vừa rồi nhớ lại nụ hôn thắm thiết với phu quân, tất cả đau khổ đều tan thành mây khói mọi người đều nói tây bắc là nơi cằn cỗi đặc biệt là mùa đông khiến cho người ta chẳng thể chịu nổi cái lạnh nhưng có phu quân ở đây dù có là nơi lạnh khủng khiếp hơn nữa nàng cũng phải mở một con đường con đường phía trước vẫn còn xa xôi nhưng lúc này miên đường có thể mang theo những ngọt ngào không nói hết mỉm cười đi vào giấc ngủ trong tiếng gió gào thét nơi hoang dã mặc dù thôi hành chu không thể đưa liễu miên đường theo bên cạnh nhưng hắn đã phái thân binh đáng tin phụ trách bảo vệ tiểu đội tàn binh nữ quyến đi phía sau đại đội ngựa kéo xe cũng được thay thành tráng mã trong quân ngoài ra còn chuẩn bị thêm mấy chiếc xe ngựa khác không để miên đường và nha hoàn bà tử ở trong một buồng xe hôm đó sau khi miên đường uống thuốc thuốc bắt đầu có tác dụng ngủ cực kỳ sâu ngày hôm sau vì phải lên đường nên tiểu đội gia quyến này cũng thức dậy rất sớm Lý ma ma là người giỏi giang, cho bà một đống lửa là đôi tay khéo léo của bà có thể nấu ra món cháo tiện lợi. Sau khi ăn cháo loãng với thịt khô và cải xanh miên đường cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, cũng không phát sốt. Quân binh phu quân để lại rất được việc, tay chân nhanh nhẹn thu dọn liều trướng, chuẩn bị xe ngựa rồi bắt đầu tiếp tục đi đến Tây Bắc. Miên đường ngồi trong cỗ xe ngựa bọc nỉ dày, ngắm nhìn thắm thiết phía trước từ trong rèm xe, ở trong hàng ngũ không xa phía trước, có phu quân nàng ở đó. Tuy không thấy rõ hắn ở đâu nhưng cuối cùng thì nàng cũng có thể nhẹ lòng. Về phần thủ lĩnh ám vệ phạm hồ, mạng y vẫn chưa tận, mặc dù vết đau sâu nhưng không ảnh hưởng đến nội tạng, sau khi băng bó cẩn thận, uống canh bổ máu thì đã dần hồi phục. Còn những người khác chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Nhóm ám vệ nói dối là muốn tòng quân, giờ leo lên lưng cọp khó mà leo xuống, khó chuyển từ sáng vào lại tối, cho nên vương gia chỉ họ mượn cớ dưỡng thương, đi cùng với nhóm liễu nương tử. chương 44 miên đường nhớ ơn phạm huynh đệ ba lần bốn lượt ra tay tương trợ nên đối xử với y như huynh đệ thân thích. Nghe nói y vẫn chưa cưới vợ, quyết tâm đợi sau khi trở về Trấn Linh Tuyền sẽ lập danh sách các khuê nữ sắp đến tuổi cập kê của láng giềng, chọn nữ tử đức hạnh nhất đến cửa làm mai cho y. Phạm Hổ không khéo ăn nói, sợ mình làm lộ việc của vương gia cho nên chỉ im lặng gật đầu, tránh cho nương tử lại lải nhải với y. Suốt những đêm hành quân này, thôi cửu luôn mặc khôi giáp nên cả người ám khí lạnh, hắn mang theo hơi lạnh chui vào lều trướng gia châu của Miên Đường. Sau lần đút thuốc ngọt ngào trước, phu quân với nàng như mới tân hôn, trở nên rất dính người, cực kỳ thích hôn nàng. Miên Đường quên mất chuyện mình đã thành hôn, mặc dù nàng biết phu thê phải ở cùng một chỗ thân mật mới có thể mang thai nhưng phu quân nói rằng sức khỏe nàng không tốt, mang thai không ổn lắm vậy nên không thể thân mật. Chuyện này đối với người không biết gì về sinh hoạt sau khi thành hôn như miên đường xem ra là chuyện đương nhiên. Có điều bây giờ nàng muốn nói, dù không phải vì có con nhưng dính người thế này cũng không tốt lắm đâu. Hôm nay, khi đêm khuya xuống, phu quân lại chui vào doanh trướng, miên đường vừa khâu vá quần áo cho hắn vừa nói ra nghi vấn trong lòng. Hôm qua áo choàng màu xanh lá chàng mặc còn khá mới, tại sao hôm nay trở nên cụ thế? Khủyểu tay rách cả rồi thôi cửu trầm mặc một chút lần nào tới hắn cũng bắt bừa một thiên phu trường để thay quần áo làm gì để ý có cùng một người hay không hắn thuận miệng nói ban đêm ở cùng một trại với đồng liêu thỉnh thoảng sáng sớm có mặc nhầm quần áo miên đường gật đầu không chút nghi ngờ nếu vẫn còn ở phố bắc trấn linh tuyền quan nhân ra ngoài mà mặc quần áo khác trở về chắc chắn là ngoại trạch có tàng kiều nhưng giờ phu quân đang ở quân doanh ngủ chung với một nhóm hán tử không thích tắm rửa thật sự là làm khó cho quan nhân luôn sống trong nhung lụa rồi. Cho nên sau khi vụng về vá vết rách trên quần áo, Miên Đường còn cẩn thận dặn dò tướng công, bị người ta mặc nhầm áo ngoài cũng không sao nhưng phải cẩn thận đồ lót, đừng mặc nhầm quần lót lung tung. Thôi Hành Chu trầm mặc gật đầu, đột nhiên cảm thấy nên chấm dứt lời nói dối vụng về kia. Miên Đường là một cô nương tốt, đối xử với người mình yêu hết sức chân thành, mình tội gì phải lừa gạt nàng mãi chứ? vì thế hắn quyết định thẳng thắn, nói ra thân phận của mình. Có điều cần có gì đó để mở lời nên sau khi ấp ủ một phen thôi hành chu hỏi, nàng cảm thấy hoài dương vương như thế nào. Miền đường đang pha nước ấm ngâm chân cho phu quân, đột nhiên nghe hắn nhắc tới chủ soái Tây Bắc Quang Tám xào cũng không tới, cũng không để ý, nói thật, đối với Đại Yến mà nói, tất nhiên là chủ cuộc tài giỏi hiếm có. Nghe thế, thôi hành chu khẽ mỉm cười, mở miệng nói thật ra hắn chưa nói hết lại nghe thấy miên đường nói nhưng nếu nữ tử nào lấy phải vương gia này làm phu quân đúng là xui xẻo tám đời thôi hành chu nhìn mặt nghiêng xinh đẹp của miên đường nhịn lắm mới không đá trộn nước dưới chân nén giận hỏi ý nàng là sao lúc này trong lều không có người ngoài miên đường cũng không ngại tranh cãi với quan gia nói thật vị vương gia này quá phong lưu chiêu chọc nữ thương nhân ở trấn linh tuyền nhưng không chịu trách nhiệm khiến hạ tiểu thư lo được lo mất muốn chết muốn sống với cả chỉ có một trận chiến thôi mà còn từ hôn với vị hôn thê lâu năm để mua danh trục lợi. Chàng nói xem vị liêm tiểu thư kia chọc phải ai. Thế mà đáng thương như vậy, đang êm đẹp tự nhiên bị từ hôn. Nếu ta là liêm tiểu thư thì đã hát nước trước ngựa vương ra rồi. Vào thời Tây Hán, có thư sinh nhà nghèo là Chu Mãi Trần, vợ y là thôi thị không chịu được cảnh nghèo khó nên hưu Mãi Trần và tái hôn với Trương Tam, một thợ nề giàu có. Chu Mãi Trần cố gắng học hành cực hồ, đậu khoa thi, đảm nhiệm chức thái thú. Lúc nhận chức, Thôi Thị đã trở thành một người ăn xin quỳ trước ngựa của Chu Mãi Trần cầu xin y nhận lại mình. Chu Mãi Trần sai người lấy chậu nước hắt xuống đất, nếu Thôi Thị lấy lại được nước đã đổ đi cho vào chậu lại thì sẽ được nhận lại. Thôi Thị biết ý, hết sức xấu hổ. Nói tới đây, miên đường càng giận thêm, điểm đáng chết của cái tên cầu vương gia này chính là giày hư con cháu chân châu. Nghĩ sao làm bùng lên cái kiểu hòa ly mới có thể hiên ngang ra trận giết địch thật là khiến người ta bực mình. Chẳng qua sau khi nàng nói xong, trong chướng ra châu lâm vào im lặng. Khi nàng ngẩng đầu nhìn tướng công thì phát hiện sắc mặt hắn ảm đảm, có vẻ không vui lắm. Phu quân, vừa rồi chàng muốn nói gì với ta? Lúc này miên đường mới hậu chi hậu giác hỏi. Thôi hành chu rũ hàng mi dài đen dày, chóp mũi cao thẳng lóa hàn quang, lạnh lùng nói, nước hơi nóng. Miên đường vội ân cần thêm nước điều chỉnh nhiệt độ, có điều mới vừa đi qua thì bị thôi hành chu ôm chặt, kéo nàng ngồi trong lòng ngực hắn nhưng hắn không nói gì cả, hai cánh tay giữ chặt nàng, nhìn nàng. Miền đường nheo mắt lại nhìn hắn, ngượng ngùng nói, phu quân. Chàng đang nhìn gì vậy? Thôi hành chu chậm rãi thở dài một hơi, cúi đầu chiếm hữu đôi môi nàng. Sau một phen thân mật ngọt ngào, thôi hành chu phải vội vã trở về đại doanh trước khi tuần tra ban đêm. Khi rời khỏi, Hắn thấy Lý Mama đang ở đống lửa cách đó không xa hầm canh thịt, chuẩn bị cho ban ngày ăn trên đường đi. Giờ đi về phía Tây Bắc, thời tiết giá rét, canh thịt đặc sệt có thể đông lạnh thành thịt đông, đến lúc đó cắt nhỏ ra dùng, nấu mì cũng tiện. Thỉnh thoảng Lý Mama đến gần liều trại nhỏ, luôn mơ hồ nghe thấy được tiếng cười đùa vui vẻ của nữ tử. Bây giờ đã rời khỏi trấn linh tuyền, tiểu nương tử miên đường không còn dụ được phản tạc vậy tại sao vương gia vẫn còn nghiện lừa gạt nàng như thế bà nghi ngờ vương gia say đắm sắc đẹp của liễu miên đường định từ giả thành thật có lẽ ở trong mắt gia bắt nạt người không quyền không thế không có gia đình che chở giống như liễu nương tử thật sự rất dễ dàng dù sau này nương tử có phát hiện mình bị lừa cũng không cầu xin kiện cáo được ai bớt dài dòng lắm chuyện có điều bà không ngờ rằng người từ trước đến giờ không trầm mê nữ sắc như vương gia mà lại có tâm tư như thế đáng thương cho liễu nương tử ngàn dặm truy phu, cuối xong tất cả cũng chỉ là thị thiếp trong quân của vương gia mà thôi, không biết tương lai sau khi chiến sự kết thúc, liễu nương tử có thể bước qua cánh cửa cao của vương phủ hay không. Lý ma ma đang định thở dài một hơi, không ngờ vương gia vừa ra khỏi doanh trướng lại đi trước bà một bước, bùi ngùi thở dài một hơi. Nam tử tuấn tú cao lớn chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời đầy sao, dường như đang suy nghĩ chuyện quan trọng nan giải trong quân. Quả thật thôi hành Chu đang giàu dĩ. Trước giờ hắn làm việc dứt khoát, nhưng vừa rồi ở trong liều trướng gia châu lại không biết phải nói thật với miên đường như thế nào. Đáng giận nhất chính là tự dưng bị nữ nhân hạ ra ở chấn linh tuyển hát nước bẩn, làm cho tiểu nương tử hiểu lầm hắn là người trăng hoa, nếu lúc này lại nói chuyện mình lừa gạt nàng, không khác gì chứng thực tội danh phóng đẳng của vương gia. Dựa vào tính tình mang con bỏ trợ của liễu miên đường, hẳn nàng lập tức thu dọn đồ đạc bỏ lên xe ngựa chạy lấy người nhưng tuy vương đã cho người theo dõi nàng. Nếu nàng không ở bên cạnh hắn, một khi tuy vương phái người đến lần nữa, rất có thể nàng bị bắt đi, để cho cái tên vương ra háo sắc chân chính đó làm nhục. Thôi hành chu trái lo phải nghĩ, kế trước mắt chỉ có thể tiếp tục diễn kịch thôi, đợi sau khi liễu miên đường thay đổi ấn tượng với hoài dương vương mới từ từ nói sự thật cho nàng biết. Về con đường sau này của miên đường sau khi chiến sự kết thúc, hắn đã suy nghĩ xong rồi, hắn phải giữ nàng ở bên cạnh, cho kiệu đưa nàng vào vương phủ mới được. Về chuyện thất tiết của miên đường lúc trước, người biết chi tiết không nhiều, cũng đã bịt miệng ổn thỏa. Đến lúc đó, hắn sẽ nghĩ cách khôi phục công danh lại cho huynh trưởng bị lưu đầy xung quân của nàng, rửa sạch vết nhơ, làm một tiểu lại bình yên. Đến lúc đó miên đường có thể dựa vào nhà mẹ đẻ, là một cô nương trong sạch, coi như là quý thiếp. Trước quan nhỏ, tóm lại không thể để hài tử nàng sinh sau này không nằm trong gia phả thôi ra được nhìn bầu trời đầy sao thôi hành chu suy nghĩ rất xa thậm chí còn suy nghĩ trong tương lai đứa con đầu lòng của miên đường sẽ là con trai hay con gái suy nghĩ một hồi lâu tâm tình phiền muộn của thôi hành chu tốt lên khó hiểu đạp xương trắng đêm dưới đất dẫn theo sai vặt mạc như và mấy tùy tùng nhẹ nhàng bước về phía đại doanh đều là vương gia cao quý nhưng tâm tình tuy vương lưu bái ở huệ châu không vui vẻ chút nào gã mới vừa nhận được tin tất cả người gã phái đi bắt cóc liễu miên đường đều chết giữa đường. Theo lời những người đang tìm kiếm, tình trạng chết của những người thảm không nỡ nhìn, thế mà bị bầy sói gặm đến xương trắng trồng chất. Nghe vậy mày rậm của tuy vương cao lại, thầm kinh ngạc không thôi. Trước đó nghe tin trưởng phu trên danh nghĩa của liễu miên đường đã lên đường tòng quân, nàng cũng truy đuổi theo, tuy vương cảm thấy khi nữ tặc gặp nạn là thời cơ tốt nhất để nắm nàng trong tay, cho nên lập tức phái người đi bắt do lo chất tôn lưu dục ở ngưỡng sơn cũng có tâm tư như thế nên gã còn cố ý phái người võ nghệ cao cường có kinh nghiệm đi cháu nhưng không ngờ nàng lại lợi hại như thế bắt trói các cao thủ kia vứt cho sói ăn không phải gân tay gân chân nàng đã bị cắt đứt mất hết võ không ư tuy vương còn muốn phái người đi theo nữa nhưng xe ngựa của nàng đến gần đội quân suốt trận quá liên tiếp hai tổ ám vệ đều bị kỵ binh tuần tra đào binh trong quân của hoài dương vương phát hiện có đi không có về tuy vương hết cách đành phải từ bỏ, nhưng nhờ vậy mà lòng hiếu kỳ của gã dâng lên cuồn cuộn. Đồng thời cũng có một nghi ngờ dâng lên trong lòng chẳng lẽ phu quân hiện tại của Liễu Miên Đường thật sự là thương nhân sao? Mặc dù gã có vài nghi vấn nhưng không quá để ý. Mặc kệ trưởng phu của nàng là hạng người gì, nếu đã tòng quân thì kết cục đã được định sẵn, đợi kim giáp quan thành quỷ môn quan, dù sao cũng là có đi mà không có về gã biết thực tế thì hiện tại triều đình đã loạn thành một nồi cháo, không hề chuẩn bị kỹ lưỡng, ngay cả lương thảo cho binh lính cũng không đặt mua đàng hoàng, kế đó là chẳng có lấy bóng dáng viện binh. Lần này đi Tây Bắc thật sự là chỉ có một mình, trong không có lương thảo, ngoài không có viện binh. Thôi hành chu và đội quân con em hắn chính là vật tế trời, đã định phải trở thành đá lót đường giúp cho việc nghị hòa cống nạp của triều đình trở nên hợp lý. Cứ như vậy thì đáng tiếc cho Liễu Miên Đường nếu dung mạo như hoa kia rơi vào tay người man, không biết sẽ có kết cục gì. Tuy vương suy tính, cảm thấy mình phải nhanh tay hơn người man, cướp liễu nương tử về. Lại nói về đội quân của Hoài Dương Vương sau khi trải qua đoạn đường xa xôi, cuối cùng cũng đến trọng trấn Vũ Ninh Quan ở Tây Bắc trước kỳ hạn của Vạn Tuế, phía trước không xa chính là chiến trường chiến đấu kịch liệt kim giáp quan. Trấn quan trọng. Thôi hành chú biết rõ liễu miên đường không thể đi tiếp với mình nên dặn nàng ở tạm Vũ Ninh Quan ở đây tứ thông bát đạt nếu kim giác quan thất thủ nàng có thể ngồi xe ngựa chạy trốn theo con đường nhỏ ẩn nấp trong núi tứ thông bát đạt giao thông thuận tiện thậm chí thôi hành chu còn dùng bản đồ trong quân vẽ chi tiết đường chạy trốn cho liễu miên đường chi tiết và dài dòng đến mức liễu nương tử không xem nổi nữa phu quân tướng quân cho chàng quân đồ là để chàng tiện dò xét địa hình điều động binh lính nếu biết chàng tìm đường chạy trốn trước e là lòng quân sẽ giao động đấy bản đồ quân đội miên đường ngượng ngùng hỏi có phải phu quân muốn làm đào binh không nàng chỉ có thể nhắc khéo hắn thôi hành chu sĩ mặt nói nếu nàng không đến đây thì ta sẽ không nghiên cứu mấy thứ này nhớ kỹ đấy một khi kim giáp quan thất thủ màn binh sẽ tới đừng quan tâm mấy món hành lý linh tinh trốn vào núi trước rồi nói sau liễu miên đường mím môi không nói gì nàng biết hắn không nói đùa một khi kim giáp quan thất thủ tương đương với việc mở rộng cửa cho lang cho hồ tiến quân vào trung nguyên tướng sĩ thủ thành như phu quân cơ bản khó mà còn sống thôi hành chu bất chấp dặn dò miên đường đủ thứ hắn muốn lập tức đưa các tướng sĩ vào kim giáp quan ngăn địch đến lúc đó sợ là khó mà hàng đêm đến làm bạn với miên đường như khi trên đường có điều ngược lại liễu miên đường cũng không cảm thấy cô đơn nhàm chán lắm vốn miên đường tưởng rằng mình là nữ quyến duy nhất truy đuổi theo đại quân. ai ngờ tới vũ ninh quan mới phát hiện không chỉ một mình nàng không nỡ rời xa phu quân, luôn đồng hành cùng suốt đoạn đường dài. thì ra có rất nhiều thanh niên trai tráng tham gia tổng quân lần này không có tiền, chỉ có một gian nhà rách nát nhưng không ít người có tay nghề. nếu phu quân chấp nhận vào quân, nhóm thể tử thương quân phu cũng nghĩ thoáng hơn, cảm thấy thay vì ở chân châu không biết tình hình của phu quân ngày ngày lo lắng sợ hãi thì tốt nhất cả nhà cùng nhau đến thỉnh thoảng còn có thể gặp một lần. Cho nên mấy ngày sau khi miên đường tới Vũ Ninh Quan, lục tục có không ít nhóm người đồng hương từ Trân Châu dò hỏi tung tích đại quân đi theo đến. Mấy ngày sau lục tục có các phụ nhân đặt chân tới Vũ Ninh Quan. Thoáng chốc, vùng hoang vu cằn cội có chút náo nhiệt. Phu quân thôi cửu của Liễu Miên Đường là người có bản lĩnh, Ngày thứ hai đến Vũ Ninh Quan đã sắp xếp cho nàng một trạch viện bởi vì chiến trường cách Vũ Ninh Quan không xa nên có rất nhiều dân địa phương lo lắng Vũ Ninh Quan bị ảnh hưởng lây, đua nhau nương nhờ người thân bằng hữu trạch phủ bị bỏ trống rất nhiều. Bởi vì mua vội nên so với phủ trạch ở Trấn Linh Tuyền thì trạch viện mới mua đơn sơ hơn nhiều, nhưng vẫn tốt hơn là liều vải, ăn gió nằm xương. Quân quyến bỏ đi theo phu quân giống thế này rõ ràng khác khẩu âm nhưng sau khi thu xếp thân nhân ổn thỏa, khi lên phố chào hỏi lẫn nhau là lập tức có thể trò chuyện như quen thân ngay, thoáng cái bầu không khí thân thiện của hàng xóm láng giềng này không thua gì phố bác ở trấn Linh Tuyền. Người có thể vứt bỏ nhà cửa đến đều có tay nghề, mấy phụ nhân làm thợ thủ công cũng không có ruộng đất gì ở quê nhà. Mặc dù lúc đi vội vội vàng vàng, chỉ vác mỗi cái sọt, nhưng khi mở gian hàng là có thể khai trương buôn bán. Ví dụ như nghề sửa chữa nồi chậu, mặc dù rất hiếm nhưng các hương thân ở thôn xung quanh trong bán kính tám dặm đều tới xếp hàng sửa chậu, sau khi kiếm được tiền lời ngay là có thể thuê nhà ở. Tuy chiến sự căng thẳng nhưng có hậu phương lớn, dân chúng vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình, sửa chậu là việc kinh doanh rất có lời. Liễu miên đường thấy nữ quyến đến đều có tay nghề nên cực kỳ hâm mộ. Lúc trước nàng rời khỏi trấn linh tuyển trấn quá vội, không lo cho cửa hàng nhiều, tất cả phụ thuộc vào trường quầy nàng thuê có lương tâm, thành thật kinh doanh, nộp đủ tiền lời lên trên không? Nếu nàng cũng có tay nghề, há chẳng phải là đi khắp thiên hạ đều không phải bẩn tâm sao? May mà nàng mang nhiều bạc, dù có một hai năm không làm gì cũng đủ ăn đủ uống. Nhưng miên đường không chịu ngồi yên, luôn cảm thấy không cam lòng. Đã ở đây được nhiều ngày nên liễu miên đường cũng quen được kha khá phụ nhân quân quyến, bởi vì biết nhau đều là quân quyến, cho nên rất quan tâm nhau. Do liễu nương từ tới trước một bước, đã sắp xếp ổn định nên nhiệt tình giúp đỡ khắc phụ nhân các thu xếp ổn thỏa. Gặp phụ nhân có con trai bị bệnh trên đường, miên đường cho phụ nhân mượn xe ngựa của mình, giúp phụ nhân đến thôn lân cận tìm lang chung xem bệnh. Thường xuyên qua lại, mười mấy phụ nhân chân châu đều tôn liễu nương tử làm thủ lĩnh nhóm quân quyến, tạm thời nhóm đồng hương quân quyến đã chuẩn bị xong xuôi, chính thức ra mắt. Địa điểm tụ họp hàng ngày của nhóm quân quyến là bên con suối chảy qua đèo. Lúc mặt trời vừa ló dạng, mọi người ôm đống y phục dơ, vừa giặt vừa nói chuyện rôm giả, khá vui vẻ. Tay chân Miên Đường sợ lạnh, không dính nước lạnh được, có điều nàng luôn đi cùng với hai tiểu nha đầu Phương Hiết Bích Thảo, tiện thể trông con giúp các phụ nhân khác có mang theo con. Chỗ có nhiều nữ nhân đương nhiên có đủ các loại tin lạ. Trong quân quyên có một nữ tử có trượng phu là hòa đầu binh trong doanh chủ soái. Binh Lính lo liệu cơm nước. Nhờ lúc chờ thức ăn đến chỗ hậu phương, hỏa đầu binh nọ và nương tử của mình đã bắt gặp vài thứ nên nương tử nhà họ ôn này mới có tin tức nóng hổi chia sẻ với các phụ nhân. Ôn nương tử nghe có người cảm thán các tướng sĩ kim giáp quan không được nữ nhân ở bên cạnh chăm sóc, không biết đã có chuyện gì mà nàng ta biểu môi, nói đó là mấy binh lính bình thường mới không được chăm sóc, nếu là tướng soái làm sao mà thiếu cơm ăn áo mặc được. Nghe nói, chủ soái Hoài Dương Vương có đưa theo một thị thiếp đến, đêm nào Hoài Dương Vương cũng thị tầm thị thiếp xinh đẹp đó, quá thoải mái mà. Mọi người nghe xong đều trợn tròn mắt, cảm thấy tiếc cho vị liêm tiểu thư bị từ hôn. Nhưng theo các nàng thì người quyền cao chức trọng như Hoài Dương Vương có tam thê tư thiếp cũng là chuyện bình thường. Dù có đang ở chiến trường thì quý nhân vẫn không thể thiếu người chăm sóc mà đúng không? Miền đường từng bị phu quân của trách vì không cẩn thận lời nói, cho nên rất chú ý đến việc này, nàng cảm thấy lúc này đang chiến trận, đồn mấy tin không căn cứ về việc chủ soái hưởng thụ như thế này không tốt lắm vì vậy nàng ngồi trên tảng đá lớn bên dòng suối, vừa cho đám nhọc ăn trái cây vừa nói, nếu là nghe nói thì hẳn là mấy tin đồn vô căn cứ, tốt nhất đừng đồn lung tung, hơn nữa, nếu thật sự có thị thiếp của Hoài Dương Vương theo tới, nói không chừng đang ở trong chúng ta đó, mấy lời của mọi người để chính chủ nghe được, chẳng phải sẽ xấu hổ lắm ư. Mấy phụ nhân kia nghe thế, cười ha ha một, nếu là thị thiếp của vương gia thì làm sao lẫn trong mấy người như chúng ta được. Với lại, trong chúng ta chỉ có liễu nương tử ngươi là xinh đẹp nhất, lại còn mang theo tỷ nữ, bà tử, phu xe. Nếu thực sự có thì chính là ngươi, đến lúc đó đừng có tố cáo bọn ta với vương gia. Liễu miên đường cười mắng, nếu là ta, chắc chắn ta sẽ không tha cho mấy phụ nhân nói linh tinh như mấy người, ta sẽ bảo vương gia bắt các ngươi phạt tác nhượng, từng người một ai cũng không chạy thoát. Thoáng chốc trên tảng đá bên bờ suối, tiếng cười hi hi ha ha không dứt cho đến khi mọi người đều giặt xong y phục mới ai về nhà nấy. lúc miên đường về đến nhà lý mama đã nấu cơm xong. sau khi cơm nước xong miên đường không có việc gì làm nên cầm quân đồ phu quân để lại cho nàng lên xem. kim giáp quan là nơi địa hình hiểm trở rất có khí thế của một anh hùng canh gác. nếu dưới tình huống có lương tướng chấn thủ không cần lo về lương thảo thì vẫn có thể phòng thủ an toàn. nàng không làm được gì nhiều chỉ có thể cố gắng an tâm ở trong vũ ninh quan chờ tin tức chiến thắng của đội quân phu quân. Còn về bên phía thôi hành chu lại không có không khí hòa hợp an yên như ở trong vũ ninh quan. Bên này của hắn có thể nói là tin giữ liên tục. Triều đình cho người đến nói thẳng rằng lương thảo sau đầu xuân của đội quân hắn còn lâu mới có, hắn phải tự nghĩ cách. Mấy lời vô trách nhiệm thế này khiến cho tướng sĩ phía dưới nghe xong giận đến đập bàn. Từ sớm thôi hành chu đã không tin vào triều đình cho nên trước khi rời khỏi chân châu, ngoại trừ mang theo một số lương thảo còn sai binh lính vận chuyển một phần đến Tây Bắc sau. Nếu ăn tiết kiệm, có thể miễn cưỡng chịu đựng qua mùa đông và thời kỳ giáp vụ mùa xuân. Chỉ cần không gặp nguy hiểm cạn lương thực, ổn định lại lòng quân, dù có kéo dài hắn vẫn có thể kéo chết những man binh đó. Cho nên sau khi hắn vào quan, mặc dù địch nhân dưới quan mắng chửi như thế nào, hắn lệnh cho binh lính đóng chặt cửa thành, không được ra nguyên chiến ngay cả khi địch nhân giả vờ lui binh, bỏ chống một thành trì cũng không được tham công liều lĩnh, càng không được gọi binh mã tiến lên chiếm giữ. Cái kiểu lợn chết không sợ nước sôi này khiến cho đám man binh hết cách. Chỉ có thể phái binh biết tiếng Trung Nguyên đến mắng chửi mỗi ngày, mắng đến cả gia phả của Hoài Dương Vương. Trong kim giáp quan đóng tín cũng có binh lính biết tiếng man, mang trên mình trách nhiệm nặng nề, được Hoài Dương Vương sắp xếp cho một nhóm binh lính, khi thế bừng bừng chửi lại, dốc ra hết từ ngữ chửi đồng nguyên thâm của Trung Nguyên. Có điều lâu dần cổ hỏng không được tốt nữa, dược liệu trong quân không nhiều cho nên không thể không đến hậu phương mua một ít thuốc nhuận hỏng cho mọi người uống. Miền đường đã ở Vũ Ninh Quan được hơn một tháng, không thấy trượng phu xuất quan, nàng thì lại quá buồn chán, thế nên đánh bạo mở hiệu thuốc, buôn bán chút dược liệu, cuối cùng cũng kiếm được tiền. Thôi hành chu mượn thời gian đi mua thuốc, cải trang thành thiên phu trưởng rồi chùm khăn che kín đầu mặt, đi đến Vũ Ninh Quan một lúc. Có điều hắn không ngờ rằng, tướng sĩ mua thuốc cho Kim Giáp Quan lại mua ở tiệm của Liễu Nương Tử. Nàng không biết xem bệnh, trong tiệm cũng không có tiểu nhị tử tế làm sao mở tiệm thuốc bốc thuốc cho người ta. Liễu Miên Đường vừa nghiêm túc cân dược liệu vừa nói, trong quan không có lang trung, lão bản của hiệu thuốc duy nhất đã chạy nạn mất rồi. Bá tánh trong quan bị bệnh phải xem bệnh, làm sao thiếu hiệu thuốc được? Ta sang nó lại nhập vào chút dược liệu ở tiền tuyến khan hiếm dược liệu, phu quân không có thuốc dùng, ta có thể dốc chút sức. yên tâm, lúc trước triệu thần y có để lại cho ta toàn bộ y thư. trong lúc rảnh rỗi ta có học thuộc, cái gọi là bệnh lâu thành y, không được bảy phần cũng có ba phần y thuật bên thân mà. miền đường vừa mới khoác lác đã có người tới hỏi, trời ạ, à, liễu nương tử, người mau nhìn giúp ta một chút, tại sao sau khi uống thuốc của người ta còn đi tả dữ dội hơn vậy? tiêu chảy. Liễu Miên Đường nghe thế, mặc kệ phu quân, vội vàng mở gói thuốc mình bốc ra rồi mở y thư bên cạnh. Sau mấy lần xác nhận, bình tĩnh lựa một ít dược liệu bên trong, sau đó lại bỏ thêm vào, gói lại đưa cho người kia mạnh thúc Người thuốc có hỏa khí, đi tà một chút để thải độc. Giờ thuốc về nhà uống đi, chắc chắn sẽ được kết quả gấp đôi công, hiệu quả càng tăng. Khi nói chuyện, nàng có sự tự tin khó nói thành lời, giống như là Lang Trung giàu kinh nghiệm. Vị đại thúc kia không nghi ngờ nàng và lại nương tử cũng không lấy tiền y, y cảm tạ rồi rời đi. Chẳng qua thôi hành chu ở bên cạnh lặng lẽ quan sát hết, trong thuốc trước đó rõ ràng là có ba đậu lá sen một loại thuốc sổ tiểu nương tử này to gan thật, không sợ thuốc nàng bốc cho người ta hại chết mạng người sao. Nhưng miền đường thì lại thản nhiên như thường, triệu thần y nói, khi y mới bắt đầu xem bệnh bốc thuốc cũng có mắc lỗi. Làng trung giỏi là do từ từ học hỏi, huống chi nếu có bệnh nặng, ta sẽ không nhận, tướng công đừng lo lắng. Thôi hành chu bất đắc dĩ xoa chán, nhìn gói thuốc trong tay mình, nhất thời không rõ vị lang trung sứt sẹo này có cho con em binh lính hắn thuốc hổ lang gì không. chương 45 So với thôi hành chu băn khoăn trùng trùng thì miên đường cực kỳ vui vẻ. Nàng không ngờ trước chiến sự căng thẳng, tướng công còn có thể mượn cơ hội mua dược liệu ra khỏi doanh trại. Không thể không bảo Lý Mama lấy thịt nấu cơm để tướng công ăn một bữa ngon mới đi nhà cửa ở Vũ Ninh Quan quá nhỏ, chủ nhân trước để lại rất nhiều đồ linh tinh. Miền đường chưa kịp cho người dọn dẹp, cho nên nhà bếp nấu ăn trông có vẻ chật hẹp, hơn nữa chỉ có một bếp, không thể nấu nhiều món ngon. Lý Ma Ma quyết định nhập ra tùy tục, học nấu món Tây Bắc, nấu một nồi đồ hầm. Rau cải mua tích trữ ở nhà nông ngoài Tây Bắc, thịt gà rừng là do các ám vệ lên núi săn về, cộng thêm khoai tây và ớt xanh. Kho thịt gà rừng trước rồi thả rau cải vào hầm, nước dùng rất đậm vị. Lý Mama còn học làm bánh bao địa phương. Bên trong bỏ thêm táo được cắt nhỏ, vừa mềm vừa ngọt, chiều theo khẩu vị phương Nam của vương gia. Trong phòng không có giường, mà là giường lò đặc biệt của người phương Bắc. Chỉ cần đốt nóng cái hố bếp thông nhau là giường lò sẽ nóng lên, còn ấm người hơn cả địa long. Bích Thảo kê chiếc bàn vuông nhỏ lên giường lò trong phòng của phu nhân, như thế thôi hành chu và miên đường có thể ngồi trên giường đất vừa sưởi ấm vừa ăn cơm lúc ăn cơm đột nhiên miên đường hỏi tới hỏi phu quân về doanh đội của hắn. Bình thường khi quan quyên tán gẫu đều nói về doanh trại của quan nhân nhà mình. Nhưng qua mấy lần trò chuyện với nhau, miên đường phát hiện doanh đội phu quân mình thuộc là thần bí nhất, không ai biết về nó cả, cũng chưa nghe thấy thiên phu trưởng nào tên thôi cửu. Cho nên nhân lúc hiếm khi phu quân được về nhà, miên đường cố ý hỏi thăm. Thôi cửu cân nhắc một lúc, nói doanh đội bọn ta khác với những doanh đội khác, chuyên phụ trách ra ngoài tra xét chuyện cơ mật. Bình thường không qua lại với các doanh đội khác nên không quen biết nhiều. Nàng cũng đừng nói chuyện với những phụ nhân kia nhiều quá, tránh lộ tin tức ra ngoài, bị người xấu dò thám. Bây giờ thôi hành chu nói dối giống như liễu nương tử bốc thuốc vậy, hai mắt mở to nói hết sức tự nhiên. Miên đường gật đầu tin tưởng, hóa ra tướng công khác với những quan nhân ở trong vũ ninh quan khác, thuộc đội quân tinh nhuệ, khó trách quan nhân của những quan quyến khi không biết hắn. Tuy nhiên vì Vũ Ninh quan gần kim giáp quan nên mỗi một người từ nơi khác đến nương nhờ đều phải trải qua quá trình xác minh hộ tịch nghiêm khắc của người đứng đầu nơi đây. Miền đường không lo quan quyến sẽ có gian tế của man nhân. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, nếu quan nhân đã nhắc nhở, mình không thể lộ chức quan của quan nhân được. Tốc độ ăn cơm của thôi hành chu rất nhanh, vội vã chạy về kim giáp quan miền đường thì vội vàng gói áo khoác mà mình may mấy ngày nay và một ít thức ăn cho hắn mang đi cùng với đồ mà các quân quyến hàng xóm ủy thác hắn mang theo hết cách rồi đường đường là chủ soái phải giả dạng làm thiên phu trưởng tất nhiên cũng phải mang hộ cho đồng hương vài thứ khi quay về doanh soái sẽ bảo thân binh truyền từng món xuống để cho bọn họ không biết người mang hộ ban đầu là ai được khi thôi hành chu từ trong trấn vũ ninh quan quay lại đại doanh ở kim Tráp quan người ở trạm dịch có sai khoái mã đưa cho đại soái một chồng thư từ thôi hành chu vừa uống canh hoa quế hạt sen mang về từ vũ ninh quan vừa vươn tay rút một bức thư chữ viết trong thư rất đẹp vừa nhìn là biết ngay đây là thư của biểu muội liêm bình lan thôi hành chu không mở nó ra dùng ngón tay gạt nó sang một bên từ khi hắn xuất phát đến giờ thư của liêm biểu muội vẫn luôn gửi tới đều đặn khoảng vài ngày là một bức nếu cứ làm vậy mãi há chẳng phải ngựa ở trạm dịch dọc đường Tây Bắc bị nàng ta làm mệt chết. Còn có một phong thư nhà do mẫu thân viết, thôi hành chu cầm dao mở thư, lấy ra xem. Thư đó ngoại trừ dặn dò hắn chú ý sức khỏe và gửi thư về phủ nhiều hơn thì gần một nửa là lời trách cứ thôi hành chu tự chủ trương giải trừ hôn ước mà không báo cho cao đường lão mẫu. Giờ hắn làm theo cảm tính, khiến cho nhà di nương trời sập một nửa, suốt ngày liêm biểu muội lấy nước mắt rửa mặt, nói nếu không xóa bỏ hiểu lầm với biểu ca đời này sẽ không gả cho người khác vân vân. Bậc ông bà cha mẹ. Thôi hành chu cân nhắc giọng điệu, cảm thấy mẫu thân hành văn tốt lên rồi, hẳn một nửa thư nhà là do Di Nương viết thay mẫu thân. Hắn ở Tây Bắc, có hơi chút tiếc không được nhìn thấy Di Nương và biểu muội lấy nước mắt rửa mặt, bớt việc phải nói nhiều. Cho nên hắn để thư sang một bên, đợi rảnh rỗi sẽ gửi cho mẫu thân một phong báo bình an. Những phong thư khác, có thư khích lệ của ân sư, còn có thư an ủi của bản cũ. Trấn Nam Hầu Triệu Tuyền có chút ý tứ, trong thư nói y không hiểu, nếu tổng quân, tại sao không thông báo với y để y ra trận giết địch cùng với thôi cửu. Người luôn nhàn rỗi như Triệu Tuyền thế mà xin vào hộ bộ, phụ trách áp tải vật dụng lương thực tiếp tế. Bởi vì Trân Châu là vùng đất lắm cá nhiều thóc, nhiều lương quan được chọn ở nơi đây, không chịu sự sai khiến của kinh thành. Cho nên Triệu Tuyền mượn công việc để tới Tây Bắc gặp bạn tốt, hơn nữa cũng không phải ra trận giết địch tránh nguy cơ hương khói của phủ trấn nam hầu bị cắt đứt có điều thôi hành chu nghi ngờ y đến không có ý tốt nếu không thì tại sao ở trong thư cứ hỏi hắn mãi về chỗ ở của liễu nương tử nhưng phần tình nghĩa huynh đệ vĩnh viễn không thay đổi này thôi hành chu ghi nhớ trong lòng trước giờ hắn và triệu tuyền không có mấy kiểu khách sáo nơi quan trường cho nên hắn để bút viết thư trả lời triệu tuyền trên thư viết bốn chữ to mang nhiều lương thảo chỉ mong triệu huynh không phụ sứ mệnh đưa nhiều lương thực từ chân châu đến cứu mạng. Mật thám hắn sắp xếp ở chân châu gửi mật báo tới, có khá nhiều chuyện thú vị. Việc chiêu hàng ngưỡng sơn được tiến hành thuận lợi do không có sự ngăn cản của Hoài Dương Vương. Tử du kia đã cưới con gái của thạch thống lĩnh, trở thành chàng rể hiền của thống lĩnh. Hơn nữa do biên quan cần binh nên phòng thủ của bốn quận trong kinh thành chống không, tạm thời trong kinh thành điều động các võ tướng vào kinh phòng thủ. Thạch Nghĩa Khoan là một trong số đó, với lại con rể mới của ông ta cũng chủ động gánh vác trách nhiệm làm người, muốn cùng nghĩa phụ vào kinh diện thánh. Thôi hành chu nhìn ngẫm một lúc, cảm thấy đến lúc đó hẳn kinh thành cực kỳ náo nhiệt. Ngô Thái hậu tính mưu tính kế nhưng chắc chắn không ngờ rằng con côi của Thái tử năm đó bà hãm hại, lần này lại đường đường chính chính trở về kinh thành đúng không? Mà tuy vương đại biểu cho một phần thế lực của Thái Hoàng Thái hậu tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi ngồi xem phong ba, không biết sẽ lợi dụng thanh đao con côi thái tử này vạch ra lỗ thủng kinh thiên động địa gì. Nếu lúc này thôi hành chu đang ở chân châu, e là khó mà giữ được mình, ắt phải đứng vào hàng thể hiện lập trường. Đáng tiếc bất kể là lưu dục ngưỡng sơn, tuy vương huệ châu hay là gian phi trong kinh kia, mấy ngọn núi này ngọn nào cũng dơ bẩn không người được. Hắn không muốn đứng ngọn nào cả. Bởi vì thế mà hôm đó hắn ở kênh đào suy nghĩ hết một đêm mới quyết định tiếp chỉ đi đến kim giáp quan đầy hung hiểm ở Tây Bắc này. Bất kỳ ai thông thạo cờ đều hiểu đạo lý rơi vào thế sinh tử rồi mới có đường sống. Kim giáp quan này là quân cờ hắn cẩn thận đánh xuống, nước cờ này có đường sống hay không phải xem bản lĩnh của hắn. Lúc này dưới kim giáp quan, hồ lang thành đàn, chửi mắng suốt một ngày một đêm. Thôi hành chu đã tính sẵn trong lòng, đợi mưa to gió lớn ở kinh thành qua đi mới có thể thấy rõ thế cục kế tiếp. Nhờ có sự xuất hiện của Thôi Hành Chu mà các lính canh đã thay đổi suy nghĩ muốn dốc hết sức mình giành lại vùng đất bị mất, chỉ an ổn thủ thành, thỉnh thoảng ném dầu bắn tên xuống thành, sự kiên nhẫn của man binh bị mài mòn, số trận mắng trong ngày cũng dần dần giảm bớt. Thấy mùa đông sắp qua, thời cơ tác chiến tốt nhất cũng sắp đi qua. Màn binh Tây Bắc là dân du mục, sống ở đồng cỏ và gần nguồn nước. Đến mùa hè, toàn bộ bộ lạc đều phải di chuyển làm gì có tâm tư ngăn cản Kim Giáp Quan thời gian dần trôi qua thời gian khó khăn nhất sắp qua đi thì vào lúc này Thánh Chỉ Triều đình lại đến trong Thánh Chỉ trách Thôi Hành Chu là chủ soái mà nhát gan sợ chiến chỉ thụ động giúp mặt trong Kim Giáp Quan phòng thủ Thánh Chỉ của Vạn Tuế viết hết sức rõ ràng giới hạn trong một tháng ít nhất hắn phải đoạt lại một quận Trấn An Lòng Quân Mấy lời này đều là lời của người tay ngang nhưng khi viết trên thánh chỉ thì khó mà phản bác được. Đợi khi nhóm thượng sai đi rồi, nhóm phó tướng của thôi hành chu chú mắt nhìn nhau, đợi xem ý của thôi hành chu. Mấy tháng qua, cuộc sống ở Kim Giáp quan không nhẹ nhàng như thánh chỉ nói. Chỉ mỗi gom góp lương thảo đã phí rất nhiều công sức. Không còn cách nào khác, trong chiều khóc than, phái thôi hành chu được phong vương một phương đến đây, rõ ràng có ý muốn vơ vét. Trong trời Hoài Dương Vương tự nghĩ cách, lấy gia sản của mình lấp vào cái hố to của triều đình. Có điều bây giờ bọn người Ngô Thái hậu kia lòng tham không đáy, dóc mỡ của Hoài Dương Vương còn chê mỡ không đủ béo, đúng là khiến người bực mình. Nhưng khi nhận được thánh chỉ, sắc mặt thôi hành Chu vẫn như cũ, không để dám quan nắm được nhược điểm. Không biết ai ở trong triều nói lời dèm pha trước mặt vạn tuế khiến vạn tuế hạ ý chỉ độc đoán thế này. Mặc dù tướng ở xa có thể không nhận quân lệnh nhưng thánh thượng anh minh, nói cách khác cãi lại thánh chỉ là tội lớn bị chu di cửu tộc. May mà hắn kéo dài lâu như vậy cũng làm hao tổn được man binh bên ngoài thành, về phần lương thảo coi như tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ. Mấy ngày qua hắn chỉ ở trong thành thao luyện nhân mã và chờ đợi một cách thụ động. Ngày nào cũng nghe mắng chửi, các trai tráng nóng máu trong thành đã sớm nghẹn một bụng tức, muốn khô máu với man binh xâm phạm. Nửa tháng sau khi nhận được thánh chỉ, do tuyến lớn nên một đoàn xe vận chuyển Lương Thảo Đại Yến đến Tây Quan nhất thời tham đi đường tắt mà lạc vào địa giới người man. Man Binh bị cạn lương thực đã lâu vô cùng vui mừng, lính gác dẫn theo một nhóm người cướp lấy Lương Thảo. Sau khi kiểm tra gạo và mì không có độc, đại doanh Man Binh được dịp mừng như Tết, đặc biệt mở tiệc tương bừng. Mấy con ngựa cũng được ăn cỏ khô, cả đám khịt mũi phát ra tiếng phì phì. Ngày hôm sau khi đại doanh man binh cơm nước no nê, đột nhiên kim giáp quan đóng chặt một thời gian dài được mở, một đội quân lính xông ra giao đấu với man binh. Đây là cơ hội man binh chờ đợi đã lâu. Hết cách rồi, lớp phòng thủ kim giáp quan quá vững, nếu lính canh không chủ động mở thì công thành sẽ gây tổn thất rất nặng. Bọn họ đánh lâu như vậy, chính là vì làm hao tổn sĩ khi đại yến, để tiểu tử hoàng đế ở kinh thành ngoan ngoãn nộp cống nạp. Hiện tại cửa thành đã mở, phải hoàn toàn đánh ngã Hoài Dương Vương đáng thương này mới khiến cho Đại Yến tâm phục khẩu phục nộp thuế. Những người trở lại từ chiến trường nói trận chiến đó đánh cực kỳ thê thảm. Kỵ binh thì đỡ hơn, còn nhóm bộ binh thì hên xui. Chỉ cần ngựa của man binh hất đuôi một cái là một loạt phân ngựa lỏng phun ra ngoài. Không cẩn thận là bắn tóe đầy đầu đầy người. Tất cả ngựa ăn đêm của man binh ngày hôm đều bắn pháo hoa trên xa trường. Sau mấy lần bắn, một đám ngựa chân mềm nhũn ngã đùng xuống đất, nhóm kỵ binh man binh bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, cả đám ngã xuống khỏi lưng ngựa, bị binh sĩ đại yến chém, máu tươi bắn tung tóe. Trận chiến trực diện này đánh không được sạch sẽ nhưng đẹp. Tất nhiên là đội quân con em đại yến bao vây đại quân man binh ở ngoài kim giáp quan đánh tan tác, thương binh tàn tướng nhao nhao chật vật chạy trốn. Sĩ khi binh tướng dâng cao, một hơi truy kích người dặm, giành lại các thôn chạy gần kim giáp quan có điều chủ soái không muốn truy kích quá xa nên đánh chuông thu binh. Màn binh bị tổn thất trầm trọng lui đến quận phi ưng bọn họ đoạt được nghỉ ngơi lấy sức. Trận đánh phản kích đẹp đẽ này khiến sĩ khi kim giáp quan dâng cao. Nhóm văn thư dưới chứng thôi hành chu cũng coi như có thể đệ trình tố nói về chiến công cho thiên tử. Nhóm quan quyến ở Vũ Ninh quan vui mừng cho phu quân đắc thắng nhưng cũng có thêm rất nhiều phiền não. Thượng nguồn con suối chảy qua thôn trấn các nàng ở phía bên kim giáp quan. Sau trận xuất kích, hai ngày liền, nước từ thượng nguồn chảy xuống toàn là mùi phân ngựa, khiến cho nhà nhà ở Vũ Ninh Quan không dám ra suối giặt quần áo, gánh nước. Ngay cả mấy đứa trẻ con nghịch ngợm cũng không ra bờ nước chơi. Nghe nói là do hai ngày này, tướng sĩ kim giáp quan ở thượng nguồn đánh giặc về tắm rửa giặt y phục, không còn cách nào khác, dòng suối tạm thời bị ô nhiễm. May mà trong sân miên đường có cái giếng, cần dùng nước rất tiện nhất thời các đồng hương rối rít đến nhà miên đường mượn nước thoáng chốc tiểu viện của miên đường cực kỳ náo nhiệt khi thôi hành chu cưỡi ngựa đến của nhà ở vũ ninh quan thì thấy cảnh nữ nhân múc nước giặt y phục khắp sân còn tiểu nương từ miên đường của hắn đang chỉ hai nha hoàn dựng cọc tre ở trước sân căng dây phơi để mọi người tiện phơi quần áo sau khi nàng đến vũ ninh quan tự giác cất áo gấm châm cài mang từ trấn linh tuyền đến trên đầu cũng không còn nhìn thấy châm cài ngọc thạch nàng ăn mặc theo phần lớn các nữ tử bần hàn ở Vũ Ninh Quan, một thân thanh y đơn giản, cuốn tóc đen bằng khăn vuông hoa, vòng eo mảnh khảnh quấn khăn xanh để lộ dáng người quyến rũ. Nói chung, dù nàng có mặc quần áo thô sơ nhưng vẫn khiến người ta nhìn nàng đầu tiên, bất giác bị dung mạo tuyệt đẹp của nàng thu hút. Nhưng ở trong lòng thôi hành chu, trước đây nàng là đóa mẫu đơn tuyệt sắc được trồng trong nhà ấm. Còn giờ dần dần nhận ra, nàng chính là cánh đồng hoa bát ngát ban trưa, sức sống bền bỉ khó tả, dù ở đâu đều có thể nhìn thấy những đóa hoa rực rỡ bất diệt. Miền đường quay đầu lại thì nhìn thấy phu quân đang cưỡi trên lưng ngựa. Tuy mặc quần áo may bằng lụa mỏng nhưng với thân hình đĩnh bạt của hắn, khí chất nhàn nhã cưỡi trên lưng ngựa khiến người ta không nhận sai được. Miền đường lập tức nhấc làn váy vui mừng chạy về phía phu quân, chạy đến trước ngựa, túm dây cơm hỏi, phu quân, chàng về khi nào vậy? Tại sao không gọi? Thôi hành chu nhìn lướt qua nhóm phụ nhân đang nhìn hắn qua bức tường thấp, hắn không bỏ mũ xuống, chỉ nhàn nhạt nói, trong viện quá ồn, ta đưa mặc như lên núi gần đây đi dạo, vừa hay có thể mang mấy món hương giã trở về. Nàng muốn ăn gì? Miền đường nghiêng đầu suy nghĩ, mỉm cười nói, thịt thỏ nướng là ngon nhất. Thôi hành chu cũng mỉm cười, nói, ừ, bắt nhiều chút cho nàng ăn. Nói xong lập tức kéo cương, dẫn mặc như và mấy tùy tùng đi như tên bắn ôn nương tử ló đầu ra khỏi cửa viện, chỉ thấy bóng lưng thôi hành chu cưỡi ngựa chạy băng băng, tò mò nói với liễu nương tử, mãi vẫn không nhìn thấy phu quân của ngươi, hóa ra là trông như thế. Làm gì giống thiên phu trường, ngược lại giống tướng quân hơn. Phu quân ta dò hỏi hết doanh trại nhưng không ai nghe qua cửu ra chấn linh tuyền gì cả. Miền đường nhớ lời phu quân dặn dò, nhiệm vụ hắn nhận đều là nhiệm vụ bí mật không được nói cho người khác nghe. Cho nên khi ôn nương tò mò muốn tìm hiểu tên thôi cửu nàng chỉ mình cười ngắt lời rồi nói sang chuyện khác. Đến tối mịt các phụ nhân ở trong sân về, thôi cửu mới khoác bầu trời đầy sao về. Hơn nữa hắn bắt được kha khá, ngoại trừ một đôi con thỏ còn có một con lợn rừng. Được các thị vệ khiêng vào trong viện. Nghĩa sĩ Phạm Hồ vì bị thương nên được phu quân đồng ý cho ở nhà nàng. Hàng ngày quét tước lau nhà trẻ cùi rất lão luyện lúc này Phạm Huynh Đệ im lặng mang dao ra giúp mấy thị vệ mổ thịt. Theo ý của miên đường, nàng hy vọng phu quân sẽ tiến cử Phạm Huynh vào quân sau khi Phạm Huynh Đệ khỏe lại. Nếu như không muốn, nàng sẵn sàng cho bọn họ lộ phí để tạ ơn. Nhưng phu quân lại nghiêm mặt trước Phạm Tráng Sĩ và mấy huynh đệ y nói, đội quân con em Trân Châu không nhận người học nghệ không tinh, mặc dù chưa vị mang thù quốc nhưng không có bản lĩnh bảo vệ tính mạng, nếu không sao có thể ở trong viện liễu nương tử làm mấy công việc nặng đi ta trả tiền công cho. Lúc ấy miên đường ở bên cạnh nghe mà hết sức xấu hổ khiếp sợ. Nàng không ngờ phu quân là thiên phu trường mà nói chuyện lại nghiêm khắc như thế. Sao có thể nói chuyện với ân nhân cứu mạng nàng như vậy? Còn mấy vị huynh đệ nhiệt tình kia nghe phu quân nói đến hổ thẹn, có mấy người lệ nóng doanh chồng ngậm ngùi chịu đựng. Đêm đó, liễu miên đường lại làm loạn với phu quân, cảm thấy sau khi hắn làm thiên phu trường, quan uy quá lớn, có hơi hùng hổ dọa người rồi chăng? Vì thế nàng làm mặt lạnh hiếm khi làm, cả đêm không phản ứng lại thôi cửu. Cuối cùng sáng hôm sau, thôi cửu chắp tay xin lỗi các nghĩa sĩ. Mấy vị tráng sĩ kia lòng rộng như biển cả, cứ vậy tha thứ cho phu quân, cũng xin miễn việc không làm mà hưởng, không muốn Miên Đường tặng vàng bạc. Chỉ làm theo như lời cửu gia nói, ở lại làm công ngắn hạn. Có điều nhà của Miên Đường quá nhỏ, phu quân lại không có ở nhà tự nhiên giữ mấy đại nam nhân lại sẽ khiến người ta nói ra nói vào. May mà sau khi miên đường mở hiệu thuốc, trong tiệm cần có tiểu nhị, cuối cùng sắp xếp cho nhóm ân nhân thỏa đáng, tạm thời làm việc kiếm chút lộ phí, dành dụng tiền để sau này cưới vợ. Nhân lúc mọi người bận rộn giết lợn lấy máu, miên đường kéo phu quân vào phòng, tháo mũ cho hắn, mắt lấp lánh hỏi, lần này kim giác quan đại thắng nhờ xe ba đậu kia có tác dụng. Thôi hành chu mỉm cười ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, hôn gò má phấn của nàng nói, lần này đại thắng nhờ xe ba độ thượng phẩm của nương tử, lập công đầu. Thì ra lúc lên kế hoạch tác chiến, đúng lúc thôi cửu trở về vũ ninh quan, thấy miên đường ở trong sân chỉ mấy tiểu nhị nghiền thuốc. Tiểu nhị tay chân thô kịch, ném thùng gỗ ngâm ba đậu đi làm ướt đống cỏ khô bên cạnh. Kết quả sau khi dê rừng nuôi gần đó gặm ăn vài thì hôm sau bị bắn pháo hoa hàng xóm tới tìm miên đường nói lý lẽ muốn đền tiền dê thôi hành chu nhạy bén nghĩ ra cách làm man binh hao tổn sức chiến đấu hai bên đánh nhau khi cướp được lương thảo sẽ kiểm tra nếu hạ độc trong lương thảo chắc chắn sẽ bị phát hiện kế hoạch tiêu tùng cho người ăn ba đậu hiệu lực phát huy quá nhanh và dễ bị phát hiện nhưng nếu tầm nước ngâm ba đậu vào cỏ khô ngân châm nào cũng không nghiệm ra gì dù man binh có mang cho ngựa ăn thì ngựa to hơn người nhiều hiệu lực của thuốc không phát huy trong một chốc được. Quan trọng nhất theo hắn biết, man binh bên kia thiếu lương thảo đã lau, khi lấy được lương thảo, e là không thể nhịn được kiểm tra trong một ngày. Sau khi suy nghĩ chu toàn, thôi hành chu mới lên kế hoạch tác chiến. Chỉ là làm sao có lượng lớn ba đậu thì phải nhờ đến liễu miên đường chủ hiệu thuốc ở Vũ Ninh Quan nghĩ cách. Sau khi liễu miên đường được phu quân thay mặt đại vương ra phân phó, lập tức sốc lại tinh thần nàng không tinh y thuật, kê thuốc không ổn lắm, cửa hàng vắng vẻ. Nhưng liên lạc mua hàng là thế mạnh của nàng. Cứ thế, không quá 7 ngày, Liễu Miên Đường được nhị điệt tử của Tam thuốc giới thiệu một lái buôn, trả một số tiền lớn mua ba độ chuyển đến thập lục châu. Người cháu thứ hai Lần này Liễu Nương tử tốn không ít bạc, cuối cùng thay phu quân lập công đầu trước mặt Hoài Dương Vương. Miên Đường không mong Vương ra thưởng bạc cho phu quân, chỉ là sau trận đại thắng này, hiểm nguy ở kim giáp quan đã được giải trừ, phu quân có nhiều thời gian về hơn. Ở trong sân lúc này lợn rừng đã được cho lên que sắt, nướng trên lửa, tỏa mùi thơm lừng. Lúc hai phu thê đang trò chuyện sau nhiều ngày xa cách thì ngoài sân vang lên một điệu cười sang sảng, cửu ra, người thật biết hưởng phúc, lặng lẽ đến ăn thịt thú nướng mà không gọi ta. Miền đường nâng cửa sổ lên thì nhìn thấy triệu thần y ở trấn linh tuyền, làm sao y cũng chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh này rồi. Hóa ra sau khi triệu tuyên nhận chức quan vận áp tải lương thảo thì hết sức có trách nhiệm. Da mặt hắn dày, mưu kế cũng hết sức lưu manh. Sau khi tìm được kho lương tuy vương huệ châu giấu triều đình ở ngoài chân châu, y vào hang cọp đào thịt, lợi dụng nhược điểm của tuy vương trục lợi. Tuy vương cũng biết chấn nam hầu này là người không học vấn, không nghề nghiệp nên căn bản không để y vào mắt. Tuy bị y lừa nhưng bị y bắt được nhược điểm, tuy vương cũng không muốn có thêm rắc rối cho nên triệu tuyền cũng là người phúc vận song toàn. Cứ như vậy, triệu gia không nhục sứ mệnh, hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển lương thảo, cho đội quân con em kim giáp quan đủ thời gian trì hoãn. Càng vất vả công lao càng lớn, triệu lương quan muốn nhận tiền thường. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.